Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 64. Phương Trung Cảnh nhưng thật ra thật ngoài ý liệu, hắn chưa từng thấy qua ngang như vậy người. Nói xong sự tình lâm thời đổi ý, tính khí vẫn như thế hoành, thật coi không có ai trị được hắn. Phương Trung Cảnh mắt lạnh nhìn Giang Sách, nói rằng, ngươi có phải hay không cho là mình rất lợi hại, cho rằng không có ai có thể chế phục ngươi a? Nói cho ngươi biết, nơi này là Mây Lĩnh núi, ở chỗ này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Theo chúng ta thương nhân liên minh đối kháng, ngươi là thực sự không muốn sống nữa đúng vậy. Ngươi tin không tin, ta dám ở cửa cảnh cục liền đem ngươi giết đi. Phương Trung Cảnh đám người này ở nơi này vùng làm sằng làm bậy quán, chưa bao giờ quan tâm những thứ này, nói lời này cũng phải cần hù dọa một chút Giang Sách. Nào ngờ, Giang Sách căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Ta không tin. Phương Trung Cảnh ngây ngẩn cả người, tốt, Giang Sách, ngươi chờ ta. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Giang Sách, ngươi bây giờ coi như là muốn quỳ xuống cầu ta đều không còn kịp rồi, ta đã kêu người đến, ngươi chờ, có ngươi chịu. Giang Sách nhưng thật ra cũng không sốt ruột, đứng tại chỗ chờ đấy. Ngược lại thì Ngụy Lương Huân hơi sợ, nàng biết Phương Trung Cảnh những người này là cái gì đức hưng thịnh, đem bọn họ đắc tội, không nhất định sẽ có kết cục tốt. Cho nên, có thể đi vẫn là đi nhanh lên đi. Ngụy Lương Huân lôi kéo Giang Sách cánh tay, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, rút lui a, chớ cùng bọn họ ngạnh kháng a. Giang Sách mỉm cười, nếu như cửa bót cảnh sát chúng ta đều sợ chạy trốn nói, na phóng nhãn toàn bộ Mây Lĩnh núi, chúng ta còn có cái gì địa phương có thể đi. Nếu như Phương Trung Cảnh bọn họ ngay cả cảnh sát cũng không để vào mắt, như vậy, bỏ chạy nơi nào đều là giống nhau. Ngụy Lương Huân cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Rất nhanh, 4-5 chiếc xe tải lái qua đây, từng cái cầm trong tay xẻng, cái cuốc công nhân vọt tới. Bọn họ đem Giang Sách đám người bao bọc vây quanh. Phương Trung Cảnh nói rằng, Giang Sách, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, có theo hay không ta hợp tác. Ngươi phải suy nghĩ kỹ trả lời nữa, nếu như ngươi trả lời sai rồi lời nói, ta đây bang huynh đệ hạ thủ nhưng là điên rồi, nếu là không cẩn thận đem ngươi đánh chết, cũng đừng trách ta a. Giang Sách nhìn chung quanh thành người, quay đầu nhìn thoáng qua Cửu Trắng, hỏi ta hiện tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nếu như phản kháng, có tính không tự vệ. Cửu Trắng gật đầu, đương nhiên coi là. Ta đây an tâm, Giang Sách nhìn về phía Phương Trung Cảnh, nói rằng, xin lỗi, ta với ngươi không có gì tốt hợp tác. Phương Trung Cảnh tức giận thẳng cắn răng. Xem ra, muốn có được Ngọa Long dãy núi, một chốc là không có làm trò. Bất quá hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện khiến người ta vui đùa chơi. Vung tay lên, Phương Trung Cảnh ý bảo thuộc hạ những công nhân kia xông lên làm chết Giang Sách bọn họ. Thế nhưng, Giang Sách lập tức từ trong túi áo móc ra một thanh súng lục, hướng về phía trước mặt nhất đùi người bộ phận bắn một phát, bịch một tiếng vang thật lớn, người nọ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, bưng chân oa oa kêu loạn. Những người khác bị bất thình lình một thương sợ đến chết khiếp, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn họ đều là địa phương công nhân, bình thường đánh lộn đều là dùng nguyên thủy vũ khí, nơi nào đã biết thương uy lực. Trước đây cảnh sát tới ngăn lại bọn hắn cũng đều là đối bầu trời thả thương, hù dọa một chút người, chưa từng có hướng về phía người nổ súng. Cái này, hơn 10 hào công nhân trong nháy mắt đã bị dọa sợ. Giang Sách không chỉ có riêng chỉ là muốn hù dọa bọn họ mà thôi, hắn liên tục bóp cò, rầm rầm rầm, tiếng thương không ngừng vang lên, hơn công nhân ngay lập tức sẽ ngã xuống trong vũng máu. Vừa nhìn thấy cái này tư thế, những công nhân kia nơi nào còn dám tiếp tục xông về phía trước? Liều mạng sao? Chạy a! Các công nhân đem trong tay tên toàn bộ đều ném đi, từng cái quay đầu chạy, rất sợ chạy chậm, bị Giang Sách dùng thương cho băng. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Phương Trung Cảnh mấy người bọn hắn. Giang Sách chuyển động một cái súng lục, dùng thương chỉ vào Phương Trung Cảnh đầu, một câu nói cũng không cần nói, Phương Trung Cảnh tại chỗ sợ quỳ trên mặt đất. Những thương nhân khác từng cái cũng đều quỳ xuống. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng. Phương Trung Cảnh đám người này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ bất quá là nhất bang bọn rắn độc mà thôi, cùng chân long, so với, về khí thế kém nhiều lắm. Lúc này, cảnh sát chạy ra. Phương Trung Cảnh giống như là thấy được cứu tinh giống nhau,
hướng về phía cảnh sát hô to, cảnh sát đồng chí, cứu ta a. Hơn cảnh sát vọt tới, đem Phương Trung Cảnh đám người cho còng lại. Phương Trung Cảnh đều mộng ép. Hắn gấp la to, các ngươi thì em có khuyết điểm a. Giang Sách tên khốn kiếp kia nổ súng, các ngươi lại bắt ta. Vài cái ý tứ a. Một gã cảnh sát nói rằng, các ngươi kẻ khả nghi uy hiếp đe dọa chức quan nhân viên, cũng tổ chức đại lượng công nhân vì ẩu chức quan nhân viên, theo chúng ta đi a. Chức quan nhân viên? Ai vậy? Phương Trung Cảnh bọn họ đều mộng ép, chẳng lẽ Giang Sách là chức quan nhân viên? Bọn họ cũng còn không biết Giang Sách đích thực thật thân phận. Uy hiếp đe dọa, tụ chúng vì ẩu tu la chiến thần, cái này tội danh cũng không nhẹ, đi vào quan cái 10 năm 8 năm, không thành vấn đề. Nhìn Phương Trung Cảnh mấy người bọn hắn bị đưa vào, Giang Sách trong lòng một tảng lớn tảng đá cũng để xuống rồi. Đám người này nhìn chằm chằm vào Ngọa Long dãy núi không thả, nếu như không đem bọn họ giải quyết rơi, không biết bọn họ còn có thể làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả Ngụy Lương Huân cùng tính một lượt tính toán sát hại cũng có khả năng. Cuối cùng cũng giải quyết rồi. Giang Sách thở ra một hơi dài. Trở lại Ngụy gia biệt thự. Ngụy Lương Huân làm hiện tại duy nhất Ngụy gia người, bắt đầu từng món một xử lý trong nhà sự tình. Phụ thân hậu sự, Ngụy gia các loại sự vụ lớn nhỏ. Quá khứ tất cả mọi chuyện đều là phụ thân cùng ca ca xử lý, Ngụy Lương Huân chính là một bị làm hư rồi nha đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện đặt ở trên người của nàng, thực sự đem nàng ép tới thở không nổi. Hắn hiện tại mới biết được mỗi ngày phụ thân qua mệt bao nhiêu. Nghỉ ngơi khe hở. Giang Sách đi tới Ngụy Lương Huân bên người nói rằng, ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, cũng biết hiện tại mở miệng không quá thích hợp, nhưng ta muốn nói. Không đợi hắn nói xong, Ngụy Lương Huân tự tay ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nhà của chúng ta thiên niên linh chi có phải hay không? Là, Giang Sách trả lời rất khẳng định, hắn tới Mây Lĩnh núi chính là vì cái này. Ngụy Lương Huân nói rằng, không nói gạt ngươi, kỳ thực thiên niên linh chi vị trí cụ thể chỉ có cha ta một người biết. Những lời này nói ra, thực sự làm cho Giang Sách tâm lạnh phân nửa. Chỉ có Ngụy Trung Nghĩa một người biết, mà Ngụy Trung Nghĩa cũng đã chết, làm sao đây? Nếu như thiên niên linh chi sinh trưởng ở Ngọa Long dãy núi phi thường chỗ khuất, vậy làm sao tìm? Giang Sách phi thường thất vọng. Bất quá, Ngụy Lương Huân còn nói thêm, ta nghĩ ra rồi một việc, cha ta có một gian phòng bí mật, mỗi lần cũng không cho phép ta theo ca ca đi vào. Có thể, chúng ta có thể tiến vào phòng kiểm tra một cái, cũng có thể tìm được thiên niên linh chi manh mối cũng khó nói. Giang Sách nghe xong, mừng rỡ. Gian phòng ở đâu? Đi theo ta. Lập tức, Ngụy Lương Huân mang theo Giang Sách, cừu trắng đi tới thư phòng trước ngăn tủ. Nhẹ nhàng đẩy, ngăn tủ liền hướng phía một bên đi vòng quanh, phía sau lộ ra một cánh cửa. Chính là chỗ này, Ngụy Lương Huân chỉ vào trước mặt cánh cửa kia nói rằng, căn cứ cha ta thuyết pháp, cánh cửa này phía sau có dấu gia tộc chúng ta bảo bối, thế nhưng mật mã chỉ có mỗi một đảm nhiệm gia chủ mới biết được. Hiện tại cha chết, mật mã sẽ thấy cũng không người nào biết rồi. Nếu như có thể mở ra cánh cửa này, có thể là có thể tìm được thiên niên linh chi. Cừu trắng đi tới, trải qua sau khi kiểm tra, bất đắc dĩ nói, cánh cửa này hoặc là dùng mật mã mở ra, hoặc là cũng chỉ có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ mở ra. Ngụy Lương Huân lắc đầu, không thể dùng ngoại lực, gian phòng thiết trí có tự hủy trình tự, vận dụng ngoại lực mạnh mẽ mở ra, đồ vật bên trong là nhất định sẽ bị hủy diệt. Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng mật mã. Ba người đi tới cửa. Cánh cửa này trên có một cái chạm đến mình. Trên màn ảnh có một hình chữ nhật, trừ cái đó ra hai bàn tay trắng. Ngụy Lương Huân nói rằng, cái kia hình chữ nhật chính là điền mật mã vào địa phương, ta lúc còn rất nhỏ có một lần thấy qua cha tại nơi hình chữ nhật trên viết vẽ một chút, cũng không biết làm thế nào, hay hoặc giả là thâu nhập cái gì chữ số, văn tự các loại, môn liền mở ra. Giang Sách nhìn cái kia màn hình, rơi vào khổ tư. Nói thật ra, muốn dưới tình huống như vậy chi đạo mật mã căn bản là không thể. Bởi vì ngươi cũng không chi đạo mật mã là chữ số, vẫn là văn tự, hay hoặc giả là cái gì cái khác đồ hình, hay hoặc giả là một ít đặc thù di động thao tác. Đối mặt một tấm giấy trắng, ngươi phải làm sao? Cái gì cũng làm không tới. Coi như Giang Sách đỉnh cấp thông minh,
cũng không khả năng tại cái gì điều kiện cũng không có dưới tình huống chi đạo mật mã. Loại tình huống này tựa như một cái thí sinh đi làm bài thi, lão sư giám khảo đem bài thi đề mục trận lại, thậm chí cũng không nói cho thi là ngữ văn vẫn là tiếng Anh hoặc là số học, dù sao thì cho ngươi một cái khung vuông, để cho ngươi ở bên trong viết đáp án. Điều này có thể làm đúng. Đừng nói làm bài rồi, coi như là mông, ngươi đều hoàn toàn không có phương hướng. Cửu Trắng nói rằng, điều này sao có thể chi đạo mật mã? Ngụy Lương Huân, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cha ngươi đến cùng còn nói qua cái gì không có? Ngụy Lương Huân lắc đầu, đã không có, về mật mã sự tình cha chưa bao giờ nói. Vì vậy, ba người đứng ở cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ, hết đường xoay sở. Ý định gì đều nghĩ qua rồi, chính là không được. Bọn họ cũng không dám tùy tiện loạn thử mật mã. Một phần vạn thiết chí có thí nghiệm số lần, tỉ như ba thứ hai sau sẽ khởi động tự hủy trình tự, vậy làm sao bây giờ? Đang làm đứng hơn một giờ sau đó, Ngụy Lương Huân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói rằng, ta nhớ ra rồi, cha đã từng có một lần uống nhiều rồi đã nói với ta, đến khi có một ngày, khi ta biết, bốn tại sao vậy với tám thời điểm, ta là có thể tiến vào phòng. Bốn bằng tám. Cửu Trắng nhíu mày lại, có phải hay không nhớ lộn? 44 bằng 8 a. Ngụy Lương Huân liếc mắt, sẽ không nhớ sai, ta lúc đó đã cảm thấy chuyện rất vớ vẩn, tuy là ta khi đó còn nhỏ, nhưng không đến mức thêm giảm cũng sẽ không. Ta lúc đó cũng hỏi qua cha, tại sao là, không phải, cha chỉ là cười cười, không có nói với ta. Những lời này nhưng thật ra cho Giang Sách một ít nêu lên. Ngụy Trung Nghĩa không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời đó. Hơn nữa những lời này khẳng định cũng là có kỳ hàm nghĩa, cùng mở ra cánh cửa này nhất định có quan hệ. 44 bằng 0, đây là thường thức. 44 bằng 8, đây là lệch lạc. Một sai lầm, cùng mở cửa mật mã có quan hệ gì? Cửu Trắng nói rằng, bằng 0, chúng ta đem 448 mấy cái này chữ số đưa vào. Có thể là có thể mở ra. Giang Sách lắc đầu, sự tình tuyệt đối. Sẽ không như thế đơn giản. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa, trong đầu không ngừng suy nghĩ sự sai lầm này công thức đến cùng đại biểu cái gì, vừa suy tính vừa nhìn trên màn ảnh hình chữ nhật. Nhìn một chút, đột nhiên, Giang Sách trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Ta hiểu được. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lắc đầu cười khổ, thì ra mật mã là như thế đơn giản. Tiếp lấy, Giang Sách ngay trước Cửu Trắng, Ngụy Lương Huân, tự tay ở trên màn ảnh chính là cái kia hình chữ nhật họa. Động tác của hắn vô cùng đơn giản, giống như là chơi, cắt trái cây, trò chơi giống nhau, răng rác vẽ bốn phía, phân biệt ở hình chữ nhật bốn cái góc trên tìm một đạo. Sau đó, trong màn ảnh hình chữ nhật bốn cái sừng liền, rơi xuống, rồi. Tiếp theo, nghe được tạp lạp âm thanh, môn hướng phía bên trái sự trượt, mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu Trắng nhìn mừng rỡ. Kinh ngạc hỏi, thống suất, ngươi là làm sao làm được? Giang Sách mỉm cười, nói rằng, kỳ thực nói một cách thẳng thừng vô cùng đơn giản, 44 bằng 8, hình chữ nhật thì ra có 4 cái sừng, toàn bộ đều cắt bỏ sau đó, chẳng những không có giảm thiểu, còn gia tăng rồi 4 cái sừng, biến thành 8 cái sừng. Đây chính là 44 bằng 8 đáp án, cũng là mở ra cánh cửa này mật mã. Cửu Trắng nghe xong cười ha ha. Nói rõ ràng. Vậy thật là phi thường đơn giản, nhưng ở không biết kết quả điều kiện tiên quyết, còn thật là khó khăn suy nghĩ. Bất quá cũng nhiều thua thiệt Ngụy Lương Huân nêu lên, nếu không, Giang Sách cũng không khả năng biết hướng cái phương hướng này trên muốn. Nếu cửa mở, ba người cũng không có làm đứng, trước sau đi vào phòng. Đây là một cái 50 thước vuông lớn nhỏ không gian. Nói lớn không lớn, ở chỗ này gửi, toàn bộ đều là Ngụy gia đỉnh cấp chí bảo. Ngụy Lương Huân nhìn những bảo vật này, cũng là kinh ngạc không thôi, nàng thực sự không nghĩ tới nhà mình cư nhiên sẽ có nhiều như vậy tài phú. Tìm thiên niên linh chi hạ lạc. Bọn họ ở trong phòng tìm kiếm một vòng, cũng không có linh chi hạ lạc, đây là tự nhiên, loại địa phương này nếu như thả linh chi nói, chẳng phải là lập tức chết. Cho nên bọn họ lại bắt đầu mở ra các loại văn hiến ghi chép. Cuối cùng, thời gian không phụ hữu tâm nhân. Cửu Trắng ở một quyển sách bên trong tìm được có quan hệ thiên niên linh chi vị trí cụ thể. Ở chỗ này, ta tìm được. Ba người cùng nhau quan sát.
Tập trên ghi lại thiên niên linh chi vị trí cụ thể cùng với ngắt lấy, bảo dưỡng, sử dụng các loại phương pháp, phi thường cặn kẽ, rất sợ có người không cẩn thận đem thiên niên linh chi cho hư mất. Sau khi xem xong, Giang Sách cao hứng vô cùng. Đi, ngắt lấy cỏ linh chi đi. Vì vậy, Ngụy Lương Huân giữ lại trong nhà, Giang Sách cùng Cửu Trắng cùng đi Ngọa Long dãy núi ngắt lấy thiên niên linh chi, ở hao phí hơn nửa ngày võ thuật sau đó. Bọn họ rốt cục ở một chỗ trên vách đá tìm được cỏ linh chi, cũng thành công ngắt lấy trở về. Ở thích đáng xử lý sau đó, Giang Sách đặc biệt từ kinh thành đem thần La Thiên Trinh Nhân điều qua đây, chuyên môn hộ tống cỏ linh chi trở về kinh thành. Đến tận đây, thiên niên linh chi sự tình có một kết thúc. Giang Sách trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống, nếu cỏ linh chi cũng đều tìm được, hắn thì không cần lại ở lại Mây Lĩnh núi. Cuối cùng, hắn cùng Cửu Trắng cùng nhau, một lần cuối cùng đi tới Ngụy gia, cùng Ngụy Lương Huân nói lời từ biệt, đồng thời cũng tiện đường dự họp Ngụy Trung Nghĩa tang lễ. Tự cấp Ngụy Trung Nghĩa sau khi cúi người chào, Ngụy Lương Huân đem Giang Sách thét lên rồi góc hẻo lánh. "Ngụy tiểu thư, người tìm ta còn có chuyện gì?" Ngụy Lương Huân từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng một dạng đồ đạc, đặt ở Giang Sách trong tay, sau đó còn lấy ra một phong thơ. Nhất Tịnh giao cho Giang Sách. "Ngụy tiểu thư, những thứ này là..." Ngụy Lương Huân giải thích, "Đây là chủ nhà họ Ngụy lệnh bài, trong phong thư chứa là chuyển nhượng thư." "Giang Sách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Ngụy, Ngụy gia toàn bộ tài sản tất cả thuộc về ngươi, bao quát Ngọa Long dãy núi." Giang Sách thất kinh. "Vì sao?" Ngụy Lương Huân cười cười, "Ngươi đã cứu ta mệnh, cọ rửa rồi trong sạch của ta. Để cho ta bạo oan khuất đạt được khiếu nại, ta báo đáp ngươi cũng là nên. Hơn nữa ngươi là cha công nhận người, Ngụy gia giao cho ngươi tới xử lý, ta tin tưởng không có vấn đề." Giang Sách liên tục nhíu, nói rằng, "Nhưng phần này tạ lễ cũng quá quý trọng." "Một chút cũng không quý trọng." Ngụy Lương Huân nói rằng, "Kỳ thực ngươi cũng biết, ta căn bản cũng không thích hợp quản lý gia tộc, Ngụy gia giao cho ta chỉ biết càng ngày càng xuống dốc. Đồng thời ngay cả Ngọa Long dãy núi ta đều không nhất định đảm bảo được. Hết thảy đều giao cho ngươi, ta yên tâm, cũng tiết kiệm tâm." Giang Sách biết, Ngụy Lương Huân đây là đang khiêm nhượng. Phần đại lễ này thật sự là quá nặng nề. Không nói khác, chỉ là Na Ngọa Long dãy núi, chỉ cần hảo hảo mở rộng, coi như không phá hư, bình thường mở rộng, một năm cũng có thể có hơn 10-20 tỷ nhập chướng. Huống chi, dãy núi kia bên trong sở hữu đại lượng kỳ chân dị bảo, giống như thiên niên linh chi như vậy dược liệu chân quý không phải số ít. Những thứ này cũng đều không phải tiền có thể đủ cân nhắc. Có đôi khi, những thuốc kia là có thể cứu mạng. Giang Sách rất là cảm kích, đồng thời, hắn từ trong lòng ngực tay lấy ra chi phiếu đặt ở Ngụy Lương Huân trong tay. Ngụy Lương Huân sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, "Không cần, ngươi không cần cho ta tiền. Cha gian phòng bí mật bên trong những bảo vật kia, cũng đủ ta hoa cả đời." Giang Sách nói rằng, coi như là núi vàng núi bạc, nếu như chỉ điểm không vào, vậy cũng sẽ miệng ăn núi lở. "Tấm thẻ này ngươi giữ lại, mỗi một năm ta đều sẽ đem khai thác Ngọa Long Sơn mạch tiền, lấy nhất định chia hoa hồng đánh vào trong thẻ, coi như ngươi đem cha ngươi lưu lại tiền cũng tốn hết, cũng không cần lo lắng không có tiền hoa." Ngụy Lương Huân cũng không chối từ, thu hồi chi phiếu. "Ta đây thì đa tạ lạp." Song phương đối diện mà cười. Bỗng nhiên, Ngụy Lương Huân nhỏ giọng nói một câu, "Ai, đáng tiếc ngươi kết hôn rồi, nếu như ngươi không có kết hôn cũng không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp gả cho ngươi, lấy sinh tương hứa, như vậy vừa có thể vì ân, lại có thể danh chính ngôn thuận ăn ngươi uống ngươi, ngươi nói là không phải nha?" Giang Sách cười một tiếng, không trả lời. Ngụy Lương Huân ánh mắt kia, có một loại không nói ra được khổ sáp cảm giác. Đây là nàng cuộc đời này lần đầu tiên đối với nam nhân sản sinh ỷ lại cảm giác, đáng tiếc, là nàng mãi mãi cũng không còn cách nào lấy được nam nhân. Tang lễ qua đi, Giang Sách cùng Cửu Trắng đuổi máy bay trở lại kinh thành. Trên đường trở về, Cửu Trắng hiếu kỳ hỏi, "Thống suất, hiện tại ngươi tiếp nhận chủ nhà họ Ngụy vị, vậy thì phải quản lý Ngụy gia, xử lý Ngọa Long dãy núi a, đây không phải là đem ngươi trói lên Mây Lĩnh núi?" Giang Sách nhẹ nhàng cười, "Không phải là cái gì sự tình đều cần thân lực thân vi, Ngụy gia quản lý chế độ cũng không tệ, ta chỉ cần đem Ngụy gia nhập vào ta kỳ hạ công ty, tìm một đáng tin người đi xử lý là được rồi."
Cừu trắng hỏi, vậy tìm ai đi? Giang sách suy nghĩ một chút, nói rằng, hiện tại Ngụy gia loạn như vậy, được tìm một đáng tin người, liền Mộc Dương một A. Làm cho hắn cũng đi thể nghiệm một cái tốt núi hảo thủy, ổn định loạn cục sau đó mới tìm người thay hắn. Xa xôi kinh thành, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật phó đồng phòng làm việc. Mộc Dương nhất trọng trọng hắt hơi một cái. Kỳ quái! Thiên nóng như vậy, ta sao lại thế nhảy mũi đâu? Khí trời hôi mông mông, lúc nào cũng có thể trời mưa dáng vẻ, giống như là quân nhàn tâm tình giống nhau. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đứng ở hồng hội trong hiệu thuốc mặt, từ Mạc thị phụ tử chiếu cố một ngày ba bữa, cũng phụ trách trị liệu trên mặt sẹo cũ. Nhiều ngày như vậy đi qua, vết sẹo cũng không có rõ ràng khôi phục, thậm chí ngay cả yếu bớt vết tích cũng không có. Quân nhàn tương đương thương tâm. Nàng biết, vết sẹo này thời gian quá lâu, căn bản cũng không có thể chữa cho tốt. Đi tới cửa sổ, quân nhàn hướng phía ngoài cửa sổ mặt nhìn, nhìn na hôi mông mông thiên, tâm tình đau tới cực điểm. 3. Một tảng đá đập vào cửa sổ kính trên. Chỉ thấy ba năm người đứng ở trên đường phố hướng về phía quân nhàn quát, người quái dị, người có bản lĩnh cả đời trốn bên trong đừng đi ra. Chỉ ngươi dáng dấp na người quái dị dáng vẻ, cũng không cảm thấy ngại đi tham gia tuyển tú tiết mục. Làm hại lão tử lãng phí cảm tình, đi đại gia ngươi. Những người đó tiếp tục cầm tảng đá đập cửa sổ. Quân nhàn nghiêng đầu qua chỗ khác đi ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ nàng đưa đến sau đó, hồng hội hiệu thuốc sinh ý đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Mỗi ngày đều sẽ có người tới nháo sự. Đã không biết rõ là thật bị thương, người ái mộ, vẫn là Đàm gia phái tới người gây sự. Cũng may Mạc thị phụ tử làm người chính nghĩa, mấy ngày nay vẫn luôn trợ giúp quân nhàn, cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ qua nàng, coi như sinh ý bị ảnh hưởng, cũng vẫn luôn ở giữ gìn quân nhàn. Nếu như không có Mạc thị phụ tử, quân nhàn thật đúng là không nhất định có thể kiên trì cho tới hôm nay, nói không chừng đã sớm luẩn quẩn trong lòng tự sát. Nàng ngồi ở bên trong phòng, một lần lại một lần thở dài, thương tâm. Lão thiên gia a, người có muốn hay không ác như vậy? Đang ở nàng thương tâm lúc tuyệt vọng, đột nhiên liền nghe được dưới lầu loạn tao tao, hình như là có người đánh nhau dáng vẻ. Ân, quân nhàn lần nữa đi tới cửa sổ nhìn, chỉ thấy phi kê mang theo một đám người đem này ném loạn đá bắt được. Phi gà tính khí là rất thúi, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp đem một người trong đó ngón tay cho chém đứt. Mấy cái khác còn muốn chạy, toàn bộ bị phi gà thủ hạ bắt lại trở về. Sau đó, từng cái chém đứt ngón tay. Những người đó kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng vô ích, phi kê cũng không phải là cái loại này người hiền lành. Toàn bộ chặt xong sau, phi kê trực tiếp đối với bọn họ nói rằng, trở về nói cho các người biết thủ lĩnh, còn dám tới hồ đồ, lần sau chém đứt thì không phải là ngón tay, mà là đầu của các ngươi. Cút! Mấy tên côn đồ sợ đến chết khiếp, tè ra quần chạy. Quân nhàn thở dài. Tuy là phi kê giải quyết rồi tạm thời phiền phức, nhưng nàng một ngày không phải khôi phục, phiền phức thì sẽ một thiên không ít. Lúc này, truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa. Đông đông đông. Quân nhàn cô nương, thuận tiện mở rộng cửa sao? Cái thanh âm này là cừu trắng. Quân nhàn hai mắt lập tức liền toát ra ánh sáng sáng chói. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai là để cho nàng nhớ, để cho nàng chứng kiến liền cảm thấy hài lòng, đó chính là cừu trắng rồi. Mấy ngày này cừu trắng ly khai kinh thành cũng không biết đi nơi nào, nhưng làm quân nhàn cho tưởng niệm phá hủy. Nàng không kịp chờ đợi chạy đến cửa, một cái liền đem cửa mở ra, kích động vô cùng nhìn cừu trắng, hận không thể ngay lập tức sẽ vùi đầu vào cừu trắng ôm ấp hoài bão. Nhưng lý trí hãy để cho nàng tỉnh táo lại. Cừu trắng tiên sinh, ngươi, đã trở về. Ân, cừu trắng nói rằng, không riêng ta đã trở về, chúng ta thống suất cũng quay về rồi. Quân nhàn ngươi đi theo ta muốn cho ngươi xem ngon giống vậy đồ đạc. Cái gì nha? Ngươi xem sẽ biết, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Quân nhàn bị cừu trắng lôi kéo tay, cùng đi đến rồi hồng hội hiệu thuốc phòng khách, lúc này cửa sổ đều đã khóa trái, ngoại nhân căn bản vào không được. Bên trong phòng chỉ có Mạc thị phụ tử cùng với Giang Sách ba người. Bọn họ toàn bộ đều vây quanh ở giữa một cái hộp nhỏ, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Cừu trắng mang theo quân nhàn đi tới trong đại sảnh gian. Giang Sách không ngẩng đầu lên nói rằng, quân nhàn, ta đáp ứng qua ngươi,
nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi vết sẹo trên mặt. Ngày hôm nay, là ta hoàn thành cam kết thời điểm. Quân Nhàn thất kinh. Nàng kinh ngạc hỏi, Giang tiên sinh, ngài thật sự có biện pháp chữa cho tốt trên mặt ta vết sẹo sao? Không dám hứa chắc, nhưng có thể thử một lần. Giang Sách nói rằng, truyền thuyết nghìn năm cỏ linh chi có thể phản lão hoàn đồng, trị liệu vết sẹo, lại xấu xí người, đều có thể cho chữa trị biến thành tây thi, điều thiền giống nhau mỹ lệ. Mặc dù có khoa đại nhân tố, thế nhưng ta tin tưởng, cái này nghìn năm cỏ linh chi có thể trị liệu vết sẹo công hiệu vẫn phải có. Ta ở hái thời điểm phát hiện, cỏ linh chi sở hữu mạnh vô cùng hàn tính, vừa vặn có thể khắc chế vết sẹo tính nóng, nếu như vận dụng làm, tin tưởng có thể trị hết ngươi. Ta đã cùng Mạc lão bản thương lượng xong toàn bộ phương án trị liệu, hiện tại, liền chính thức động thủ đi. Quân Nhàn kích động gật đầu. Quấy nhiễu nàng hơn 10 năm vấn đề, ngày hôm nay rốt cục có thể được giải quyết rồi sao? Lão thiên gia, mời nhất định không nên đùa. Ở Giang Sách ý bảo dưới, Quân Nhàn nằm ở trên giường bệnh. Mạc Nguyên dùng khăn lông ướt đem Quân Nhàn mặt của lau lau rồi nhiều lần, sau đó dùng khăn lông khô lau khô, lại vải lên nước thuốc. Mạc Thanh Tùng đối với Quân Nhàn vết sẹo trên mặt tiến hành rồi đơn giản xử lý. Tiếp lấy, liền do Giang Sách kim kim, đem vết sẹo độc tố, tính nóng đều khống chế được, một bước cuối cùng, chính là sử dụng nghìn năm cỏ linh chi rồi. Giang Sách cùng Mạc Thanh Tùng dắt tay hợp lực, cùng nhau cẩn thận sử dụng cái này hiếm thấy tuyệt thế linh dược. Ở dài đến một giờ dùng thuốc sau đó, Giang Sách triệt bỏ tất cả ngân châm, lại do Mạc Nguyên dùng vải xô bọc lại. Giang Sách phân phó nói, từ giờ trở đi, mỗi 3 giờ thay đổi một lần thuốc, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 ngày sau, vết sẹo thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Thật vậy chăng? Quân Nhàn nhìn trong kiếng chính mình, nhìn na lụa trắng vải, tâm tình tâm thần bất định bất an. Biết chữa cho tốt sao? Hy vọng biết. Thời gian kế tiếp, tất cả mọi người bồi bạn Quân Nhàn, rất sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Phi Kê càng là mang theo một đám người đem hồng hội hiệu thuốc bảo vệ được rồi, cấm bất luận cái gì ngoại nhân tới gần, tránh cho đối với bên trong tạo thành ảnh hưởng xấu. Mạc Nguyên dựa theo Giang Sách nói, mỗi 3 giờ thì càng đổi một lần dược vật, na cỏ linh chi mỗi dùng một lần liền ít đi một chút. Giang Sách cùng Mạc Thanh Tùng cũng không dám sơ suất, tùy thời có thể quan sát Quân Nhàn trên mặt vết sẹo biến hóa, phải chú ý hơn Quân Nhàn thân thể tình trạng, có bất kỳ không thích hợp. Sẽ dùng bên trong dược phòng dược vật tiến hành hộ lý. Tại loại này vô cùng cẩn thận chiếu cố phía dưới, rốt cục trời cao không phụ người có lòng, hiệu quả đi ra. Ở 15 giờ sau đó, ở lần thứ 5 gỡ xuống lụa trắng bầy thời điểm, Quân Nhàn vết sẹo trên mặt rốt cục xuất hiện đáng vui biến hóa, ngoại vi một vòng vết sẹo đã vô cùng nhạt rồi, đồng thời ở vạch trần lụa trắng bầy thời điểm, đi theo lụa trắng vải cùng nhau bóc ra. Trên mặt một lần nữa sinh trưởng ra tươi non da. Có hiệu quả, cừu trắng người thứ nhất kích động la lên. Trên mặt mọi người đều toát ra nụ cười. Không dễ dàng a, vì trị liệu Quân Nhàn vết sẹo, bọn họ bỏ ra nhiều thời gian như vậy tinh lực, rốt cục thu được hiệu quả. Tiếp tục thay thuốc, cẩn thận, không nên tổn thương đến mới ra. Giang Sách nói rằng, minh bạch, Mạc Nguyên vô cùng cẩn thận thay thuốc, động tác so với trước kia càng thêm thong thả. Mềm nhẹ, không có chút nào hội thương tổn đến Quân Nhàn. Quân Nhàn trong đôi mắt của cũng có nước mắt chảy xuống. Nàng thật là vui. Cái này khốn nhiễu nàng hơn 10 năm khuyết điểm, rốt cục có thể được kết cục, rốt cục không cần lại bị người chỉ vào mũi mắng, người quái dị, rồi, đối với một nữ nhân mà nói, đây là bực nào giải thoát. Bầu trời bên ngoài dưới bắt đầu tích tích lịch lịch mưa nhỏ, giống như là Quân Nhàn nước mắt, tích tích lịch lịch rơi xuống. Theo thời gian có một chút điểm đi qua, theo một lần lại một lần thay đổi dược vật, Quân Nhàn vết sẹo trên mặt có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Càng ngày càng cạn, mới da vô cùng non. Thời gian sẽ đi qua, mặt kia trên tươi non mới da cũng từ từ trở nên cùng bình thường da không sai biệt lắm. Quân Nhàn mặt của, giống như là lột xác trứng gà luộc, trơn chuột không gì sánh được. 2 ngày thời gian, Quân Nhàn liền triệt để từ con vịt xấu xí biến thành xinh đẹp thiên Nga, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đẹp quá, Mạc Nguyên nhìn, mới tinh, Quân Nhàn nói rằng. Vào giờ khắc này, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh dừng lại. Dương quang xuyên thấu mây đen rơi xuống, xuyên qua cửa sổ,
chiếu vào Quân Nhàn trên mặt của, chiếu vào trong lòng của mỗi người. Dương quang cuối cùng gian khổ sau, vẫn bao phủ ở Quân Nhàn trên đầu mây đen, cũng rốt cục tản. Quân Nhàn đứng lên, dùng mới tinh mặt hướng về phía mọi người, hơi cúi đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như ta vậy, không tính là xấu à. Mạc Thanh Tùng cười ha ha, sờ sờ râu mép, nói rằng, đâu chỉ không tính là xấu, nhất định chính là đẹp như thiên tiên. Mạc Nguyên cũng giơ ngón tay cái lên, Quân Nhàn tỉ tỉ, người bây giờ nếu như đi ra ngoài, quay đầu suất tuyệt đối 100%. Mọi người đối với Quân Nhàn một trận khen, ngược lại Cừu Trắng không nói được một lời. Hắn rất vui vẻ, cũng rất xấu hổ. Chứng kiến hôm nay Quân Nhàn, hắn có chút nói không ra lời, Na Tiểu trái tim phát thông nhảy cực nhanh. Ngược lại thì Quân Nhàn chủ động hướng về phía hắn mỉm cười hỏi, Cừu Trắng tiên sinh, người cảm thấy ta hiện tại đẹp mắt không? Cừu Trắng mặt của đỏ cùng trái táo chín giống nhau, gật đầu, đẹp. Chứng kiến Cừu Trắng Na xấu hổ dáng vẻ, cả nhà người ở bên trong đều lộ ra nụ cười sáng lạn, vì cái này xấu hổ đại nam hài cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Giang Sách chủ động nói rằng, bị Đàm gia áp chế lâu như vậy, giờ đến phiên chúng ta phản công. Quân Nhàn, người đi tắm rửa ăn mặc một cái, đổi nhất kiện quần áo đẹp đẽ. Quân Nhàn gật đầu, tốt. Vì vậy, Cừu Trắng mang theo Quân Nhàn trở về phòng, tắm rửa ăn mặc đi. Giang Sách lấy điện thoại cầm tay ra cho hồi lâu không có liên lạc Triệu Hải Nhân gọi điện thoại. Vừa nhận được Giang Sách điện thoại của, bên kia Triệu Hải Nhân sẽ không tức giận nói, ai yêu ta đi, Giang Sách ngươi còn không thấy ngại gọi điện thoại cho ta. Đem ta Hoa Hạ tốt thanh âm tiết mục làm cho thất bại, sau đó ngươi liền chạy. Làm sao, bây giờ tìm ta, là lương tâm không qua được sao? Giang Sách mỉm cười nói, ta ly khai, là vì tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Tìm được. A hát, tìm được biện pháp gì tốt rồi? Nói nghe một chút. Giang Sách phi thường thần bí hồi đáp, không nói rõ ràng, ngươi tự mình đến xem đi, ta bây giờ đang ở Hồng Hội hiệu thuốc, ngươi tới nhìn, tất cả liền đều sáng tỏ. Triệu Hải Nhân gật đầu, ok, ta hiện tại liền đi qua, Giang Sách, ta ngược lại muốn nhìn ngươi lại đang đùa giỡn trò quỷ gì. Hơn 40 phút, Triệu Hải Nhân một mình lái xe tới đến rồi Hồng Hội hiệu thuốc, tiến vào trong đại sảnh. Giang Sách, ta tới rồi. Triệu Hải Nhân đi lên liền kêu la om sòm. Trong khoảng thời gian này công trạng khó coi, hắn quả thực trong lòng một bụng hỏa không có địa phương tát. Giang Sách đi tới nói rằng, không muốn kích động như vậy, như thế này sẽ có càng làm cho ngươi kích động sự tình. Ha ha, vậy ngươi để ta càng kích động nhìn a. Triệu Hải Nhân không vui nói, hiện tại tiết mục thất bại, dư luận áp lực nghiêng về một phía, chúng ta Triệu gia bị bọn họ Đàm gia hung hăng làm nhục một hồi, Giang Sách, ngươi được bối cái này nồi. Giang Sách cười cười, không nói gì. Hắn vỗ tay một cái, ý bảo Cừu Trắng có thể dẫn người đi ra. Ngươi làm cái gì? Triệu Hải Nhân hỏi. Để cho ngươi thấy một người. Người nào? Quân Nhàn. Quân Nhàn, Triệu Hải Nhân sắc mặt tương đương xấu xí, cũng là bởi vì nàng, ta tiết mục chỉ có vàng rơi, ngươi bây giờ để cho ta thấy nàng làm cái gì? Chẳng lẽ, để cho nàng cho ta chịu nhận lỗi? Vô dụng. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu Hải Nhân hùng hùng hổ hổ, một bộ không nhịn được dáng vẻ. Không bao lâu sau võ thuật, môn đẩy ra, Cừu Trắng nắm Quân Nhàn tay tiến vào trong đại sảnh. Thời khắc này Quân Nhàn người xuyên một thân quần trắng, ôn uyển phóng khoáng, giống như là công chúa thông thường, đẹp đẽ quý giá mà không mất khí tức thanh xuân, trên đầu của nàng như trước mang na mũ mão tử, dùng lụa trắng che lại khuôn mặt. Triệu Hải Nhân tuyệt không bình tĩnh nói, ta thấy được, sau đó. Giang Sách vừa cười vừa nói, không phải, người còn không có chứng kiến. Một ánh mắt ý bảo, Cừu Trắng gật đầu, tự mình tự tay băng Quân Nhàn lấy xuống mũ, lộ ra gương mặt đó. Triệu Hải Nhân ngay từ đầu là vô ý thức tránh. Bởi vì hắn ở đưa tin trên đều thấy qua ảnh chụp, bên ngoài xấu không gì sánh được, Quân Nhàn gương mặt đó bị hỏa hoạn đốt bị thương. Nửa bên mặt trái trên có một tảng lớn phỏng vết sẹo, rất là kinh người. Cho nên, Triệu Hải Nhân theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn. Nhưng lòng hiếu kỳ hãy để cho hắn một lần nữa quay đầu đi xem. Hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, coi như là lại xấu, cũng không cần sợ,
sau đó lấy dũng khí dương mắt lên, hướng phía Quân Nhàn trên mặt của nhìn lại. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Triệu Hải Nhân ánh mắt cũng không còn cách nào rời, là khiếp sợ, là ước ao, là yêu mộ. Giờ này khắc này Quân Nhàn gương mặt đó, mỹ lệ đến rồi cực hạn, hợp với trên người nàng một tịch quần trắng, càng lộ vẻ kiều mị vài phần. Đẹp, xinh đẹp, Triệu Hải Nhân đều xem trợn tròn mắt, cả người ngây tại chỗ, hơn nữa ngày cũng không có lấy lại được sức. Giang Sách mỉm cười nói, Triệu Đại Công Tử, xem đủ nhi rồi không? Triệu Hải Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn xoa xoa đều nhanh muốn rớt xuống nước bọt, lúng túng nói, Giang Sách, cái này. Ai vậy? Giang Sách nghe xong cười ha ha, nói rằng, làm sao, ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng sao? Cái này một vị, chính là Quân Nhàn cô nương a. Nàng là Quân Nhàn, Triệu Hải Nhân biểu thị không tin. Trước hắn xem qua đưa tin, xem qua ảnh chụp, na Quân Nhàn quả thực xấu ra phía chân trời rồi, cùng trước mắt cái này đại mỹ nhân hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giang Sách, ta không phải người ngu, người cũng đừng trêu chọc ta. Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là người nào? Giang Sách khẳng định hồi đáp, nàng, chính là không thể giả được Quân Nhàn. Quân Nhàn cũng chủ động nói rằng, Triệu tiên sinh, ta cũng là Quân Nhàn không thể nghi ngờ, nếu như không tin. Ta có thể cho ngài hát một bài thủy điều bài hát đầu a. Chứng kiến bọn họ chân chân hữu từ dáng vẻ, Triệu Hải Nhân là không tin cũng phải tin. Chỉ là hắn không rõ, làm sao lại? Triệu Hải Nhân hỏi, Giang Sách, đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra a? Vì sự tình gì sẽ thành biến hóa nhanh như vậy? Một điểm hòa hoãn thời gian cũng không có. Giang Sách giải thích, kỳ thực trước ngươi thấy, cùng bây giờ thấy được đều là thật. Quân Nhàn khi còn bé gặp qua một hồi hỏa hoạn, nửa bên mặt trái phỏng, để lại vết sẹo. Mấy ngày này ta ly khai kinh thành, chính là đi địa phương khác tìm kiếm trị liệu linh dược. Trời không phụ người có lòng, để cho ta tìm được. Hai ngày này ta theo Mạc lão bản cùng nhau trị Quân Nhàn vết sẹo trên mặt. Lúc này ngươi thấy, chính là khôi phục như lúc ban đầu, hoàn mỹ không một tì vết Quân Nhàn, thế nào, có hài lòng không? Nghe xong toàn bộ trải qua, Triệu Hải Nhân sinh lòng bội phục. Ngay cả vài chục năm vết sẹo cũ đều có thể chữa cho tốt, Giang Sách cái này y thuật thật là thần hồ kỳ kỹ. Hắn nói rằng, quá tuyệt vời, Quân Nhàn vết sẹo trên mặt khôi phục, đó chính là chúng ta phản kích thời khắc. Đàm gia, bọn họ đắc ý rất lâu rồi. Giang Sách gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, Triệu Đại Công Tử, người có kế hoạch gì không? Đương nhiên là có. Triệu Hải Nhân cười đều giả nói, con người của ta, bản lĩnh thật sự không có, chủ ý xấu một đống. Đàm gia không phải lợi dụng Quân Nhàn vết sẹo hại chúng ta sao? Hiện tại Quân Nhàn khôi phục, chúng ta đây sở nhận được thương tổn, phải toàn bộ trả trở về. Các ngươi không cần phải để ý đến, chuyện kế tiếp, đều giao cho để ta làm. Tiết mục muốn một lần nữa làm, Quân Nhàn cũng phải làm đại minh tinh, Đàm gia, ta theo bọn họ không để yên. Triệu Hải Nhân cười lớn ly khai Hồng Hội hiệu thuốc. Triệu gia cùng Đàm gia chiến đấu mở màn, lại một lần nữa kéo ra. Đàm gia biệt thự. Đàm Quốc Đống sốt ruột lật đật chạy vào gian nhà, thở không ra hơi nói rằng, gia gia, đã xảy ra chuyện. Đàm Vĩnh Thắng quay đầu nhìn thoáng qua, tại sao lại đã xảy ra chuyện? Trên thế giới sự tình, làm sao đều theo chúng ta Đàm gia làm khó dễ a? Không phải đều theo chúng ta làm khó dễ. Là Triệu gia theo chúng ta làm khó dễ. Triệu gia, Đàm Vĩnh Thắng phốc suy vui vẻ, nhà bọn họ tiết mục thất bại, không biết muốn thưởng bao nhiêu tiền, còn có tâm tình theo chúng ta làm khó dễ. Đàm Quốc Đống nói rằng, ta muốn nói chính là chỗ này sự kiện. Vừa mới phía chính phủ Vi Bắc phóng xuất tin tức, Hoa Hạ Tốt Thanh Âm phải tiếp tục tiến hành, đêm nay sẽ không lại bán hết hàng rồi. Cái gì, Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, cái này người của Triệu gia. Đầu óc không tật xấu a. Quân Nhàn xú danh vẫn còn ở rồi, liền dám tiếp tục làm tiết mục. Không sợ bị người phun chết sao? Ai nói không phải, Đàm Quốc Đống nói rằng, đoán chừng là sợ thường tiền nhiều lắm, nhắm mắt lại. Đàm Vĩnh Thắng cười nhạt hai tiếng, nói rằng tốt, tốt, nếu bọn họ dám nhắm mắt lại, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Buổi tối nhà chúng ta tiết mục theo chân bọn họ cũng trong lúc đó phát hình, võ đài. Sau đó làm cho thủy quân mang nhịp điệu,
đem Quân Nhàn xấu xí tấm ảnh cho đại quy mô gửi đi, kéo người xem tâm tình, cùng nhau chống lại. Đàm Quốc Đống gật đầu, minh bạch, ta lập tức đi làm. Mặt khác, Đàm Vĩnh Thắng hỏi, nghe nói, Giang Sách đã trở về. Là, Na Hàng trở lại một cái, liền đem ta phái đi quấy rối Quân Nhàn vài cái huynh đệ, tất cả đều chém đứt ngón tay, thật là độc ác. Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, người không chết coi như tốt, Giang Sách Na Hàng, thủ đoạn độc ác nổi danh. Ta là đang suy nghĩ, Triệu Hải Nhân Kiên chỉ phóng xuất tiết mục, cùng Giang Sách trở về có phải là có quan hệ gì hay không? Đàm Quốc Đống vui vẻ, có thể có quan hệ thế nào? Bọn họ hiện tại cũng là kiềm lư kỹ cùng, đùa giỡn không ra trò gian trá. Nói cũng phải, Quốc Đống, người đi làm a? Đã biết, ra ra. Thứ bảy, buổi tối 8 giờ. Mỗi tuần 6 buổi tối, đều sẽ đúng giờ phát hình từ Đàm gia độc nhất vô nhị chế tạo ca sướng loại tống nghệ tiết mục Ta Là Ca Vương, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Rất nhiều khán giả đều chờ ở trước TV tiến hành quan sát. Cái này ngăn hồ sơ tiết mục tuy là đã phát hình nhiều năm, sáo lộ nghiêm trọng, hộp tối thao tác cũng mọi người đều biết, nhưng bởi vì trên thị trường cũng không có cái gì có thể đem ra được cùng loại hình tiết mục, cho nên nên tiết mục khán giả vẫn luôn không ít. Thế nhưng đêm nay đã có điểm ngoại lệ. Bởi vì, đêm nay mặt khác một ngăn hồ sơ rất có chủ đề tính tiết mục sẽ phát hình, đó chính là từ Triệu gia độc nhất vô nhị chế tạo tiết mục Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Nên tiết mục ở phát hình tập thứ nhất thời điểm, tỷ lệ người xem cùng danh tiếng đồng thời mạnh nổ. Nó không giống với trên thị trường cùng loại hình tiết mục, không riêng hình thức mới mẻ độc đáo, hơn nữa mở mang đại lượng người qua đường tuyển thủ tới tham gia tiết mục, có một loại toàn dân tham dự cảm giác, rất chịu hoan nghênh. Nhưng rất nhanh thì xuất hiện vấn đề. Bởi mọi người đều biết gái xấu tin tức, đưa tới nên tiết mục ở gắt gao phát hình một tập sau đó liền bị ngưng phát hình. Ngày hôm nay một lần nữa phát hình, cũng là có chút làm người ta kinh ngạc. Miệng mồm mọi người không đồng nhất, mỗi người đối với chuyện này quan điểm cũng không tẫn tương đồng, nhưng có một chút là phi thường minh xác, đó chính là Hảo Thanh Âm nhiệt độ cao vô cùng. Thậm chí chiếm được Ta Là Ca Vương gấp 10 lần nhiệt độ. Đêm nay, chính là quyết định Hảo Thanh Âm sinh tử thời điểm, hiệu quả tốt, nhiệt độ cao, thật là tiết mục là có thể hỏa hoạn đặc biệt hỏa, hiệu quả không tốt. Nhiệt độ cao hơn nữa, vậy thì đồng nghĩa với vạn chúng thoá mạ. Hình thức, hết sức căng thẳng. Ở Thịnh Vui Khoa Học Kỹ Thuật chủ tịch bên trong phòng làm việc. Giang Sách cùng Bí Thư Miêu Đồng ngồi chung lấy xem TV, hai người mỗi người ôm một thùng bỏng, một chai khả nhạc, vừa ăn vừa uống vừa nhìn. Miêu Đồng, có thể xem đạn mạc sao? Có thể. Miêu Đồng đem đạn mạc mở ra, có thể thấy rõ ràng khán giả đối với nên tiết mục đánh giá. Đương nhiên, rất nhiều đều là mặt trái đánh giá, dù sao Đàm gia dùng tiền mời tới không ít thủy quân. Cái này rác rưởi tiết mục còn không thấy ngại login, lừa dối khán giả, lừa dối người tiêu thụ, lại còn có thể ưỡn mặt tiếp tục phát hình, cũng là đủ hạ tiện. Ai nói không phải, bây giờ người A, chứng kiến tiền liền lên, khuôn mặt cũng không cần. Cái kia Quân Nhàn, dáng dấp cùng chư bát giới giống nhau, không nên giả mạo xinh đẹp đại mỹ nhân. Bị người phát hiện a. Ha ha, rác rưởi. Ngày hôm nay dường như Quân Nhàn còn muốn trên, cùng nhau phun chết nàng. Miêu Đồng nhìn những thứ này đạn mạc, trong lòng phi thường khó chịu. Nàng nói rằng, nhân gia Quân Nhàn lại không nói mình là đại mỹ nữ, còn không đều là chính bọn nó y. Hiện tại phát hiện nhân gia dung mạo không đẹp xem, đã nói bị lừa gạt, đám khán giả này thực sự là rác rưởi. Giang Sách cười một tiếng. Từ Tốn nói, kỳ thực đại đa số khán giả chỉ là có một chút trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, cảm thấy thất vọng mà thôi, cũng không có như vậy phẫn hận. Những thứ này mắng người, đều là Đàm gia tìm đến thủy quân mang nhịp điệu, châm ngòi thổi gió, dám đem người xem tâm tình cho đốt. Người lạ không phải là khán giả, mà là Đàm gia cái này người khởi xướng. Miêu Đồng gật đầu, đối với, đều do Đàm gia. Vừa nghĩ tới bọn họ, ta đầu liền lớn. Ác tâm, làm ra vẻ, không biết xấu hổ. Tiết mục rất nhanh thì bắt đầu rồi. Ở vạn chúng trong chờ mong, người chủ trì đi lên sân khấu, đối với tiết mục tiến hành rồi hiện trường giải thích. Ngày hôm nay trận này phi thường đặc thù, không phải lục bá, mà là phát sóng trực tiếp. Đại hình ca sướng loại tống nghệ, hiện trường đột phát tình trạng là phi thường nhiều,
chưa từng có bất luận cái gì một nhà dám vào đi hiện trường phát sóng trực tiếp, chỉ sợ gặp chuyện không may, nếu quả thật xảy ra chuyện, là Lục Bá lời nói, còn có thể hậu kỳ cắt nối biên tập rơi, truyền trực tiếp nói liền xong đời. Triệu gia dám chơi như vậy, cũng là mạo không nhỏ phiêu lưu. Lợi hại hơn là, Triệu gia có can đảm trực diện tự thân vấn đề, đối với gái xấu tin tức căn bản cũng không lảng tránh, người chủ trì đi lên liền đem vấn đề này cho nói ra. Đồng thời, nàng càng là mạo cùng lắm vĩ, mời Quân Nhàn lên đài biểu diễn. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Cái kia gái xấu còn không thấy ngại lên đài hát, cần thể diện sao? Say, đại gia nhanh lên đổi kênh A, tiết kiệm buổi tối ngủ không yên, tẫn gặp ác mộng. Thủy quân soạt càng lợi hại, nhiệt độ ngược lại càng cao. Trong lúc nhất thời, tiết mục tỷ lệ người xem đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, rất nhiều người đều là ôm lòng hiếu kỳ tiến đến quan sát. Không bao lâu, Quân Nhàn ra sân. Ngày hôm nay người chủ trì đối với nàng giới thiệu là bốn chữ công chúa Bạch Tuyết. Tựu như cùng giới thiệu vậy, Quân Nhàn mặc một thân tuyết bạch sắc quần dài đi ra, bên cạnh vây quanh bảy chú lùn, một bên tát hoa vừa nhảy múa. Quân Nhàn cứ như vậy vừa đi vừa hát. Cho khán giả mang tới là một bài Hoán Khê Cát, thanh âm uyển chuyển du dương, từ khúc tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, lại phối hợp sân khấu hoa lệ hiệu quả, trong lúc nhất thời khiến người ta say mê. Không ít khán giả đều rối rít vỗ tay tán thưởng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Ai, cái này Quân Nhàn tuy là xấu xí, thế nhưng thanh âm là thật êm tai a. Ai nói không phải thì sao? Xem ra, ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, đại yếu nhân gia hát êm tai lại yếu nhân gia trưởng thật tốt xem, khó a. Tiết mục gọi hảo thanh âm, cũng không phải tốt dung nhan trị, tướng mạo thế nào lại có cái gì cái gọi là. Trong lúc nhất thời, đạn mạc phân làm hai đại phái. Có người chống đỡ Quân Nhàn, có người phản đối, đương nhiên vẫn là phản đối tương đối nhiều, dù sao thủy quân là thật nhiều. Nhưng không trọng yếu. Giang Sách cùng Triệu Hải Nhân mục đích đã đạt đến. Bọn họ công khai hướng khán giả phô bày Quân Nhàn hảo thanh âm, làm cho quảng đại chân thực khán giả đối với Quân Nhàn sinh ra một tia thương tiếc, cảm thấy cái cô nương này có chút thương cảm, khá là đáng tiếc. Đây chính là bọn họ mong muốn hiệu quả. Kế tiếp, mới là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Hôm nay Quân Nhàn như trước đội mũ, dùng lụa trắng ngăn trở khuôn mặt, có ở đây không xem mặt dưới tình huống, khán giả đối với nàng vẫn là tràn đầy huyễn tưởng. Một khúc hát thôi, toàn trường an tĩnh. Quân Nhàn giơ lên microphone, đối với hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình khán giả nói rằng, phía trước một đoạn thời gian, bởi vì ta dung mạo cho bên sản xuất cũng cho khán giả mang đến quấy nhiễu, ta biểu thị xin lỗi. Kỳ thực, đại gia ở trong báo cáo thấy ảnh chụp, theo ta bản nhân tướng mạo là có ra vào. Cho nên ta đội mũ, ngăn trở khuôn mặt, không phải là bởi vì ta thực sự xấu xí thấy không được người, mà là bởi vì ta hy vọng đại gia không nên nhìn dung mạo của ta, chỉ nghe thanh âm của ta. Không nghĩ tới hành động như vậy sẽ bị tiểu nhân lợi dụng, ác ý bịa đặt hãm hại. Vì vãn hồi của chính ta danh dự, cũng vì tránh cho bên sản xuất tổn thất, ngày hôm nay, ta Quân Nhàn sẽ lấy mũ xuống, lấy diện mục chân thật gặp người, làm cho những lời đồn đãi kia chuyện nhảm toàn bộ ngưng hẳn. Nàng nói dõng dạc, khán giả thì nghe mơ mơ hồ hồ. Bởi vì từ Quân Nhàn trong giọng nói không khó nghe ra, phía trước đưa tin hình như là có vấn đề, là ở ác ý hãm hại, vũ nhục Quân Nhàn. Khả năng sao? Nếu là như vậy, vì sao không còn sớm một điểm vạch trần? Còn có, vậy theo mảnh nhỏ vỗ phi thường chân thực, cũng là chiếm được đại lượng hiện trường quần chúng nhận định, không có khả năng làm bộ a, đã như vậy, hiện tại Quân Nhàn còn nói cái gì hãm hại, thế nào nói ra lời này đâu? Rất nhiều không rõ chân tướng người, căn bản không nghĩ ra. Không riêng khán giả không rõ, coi như là Đàm Quốc Đống, Đàm Vĩnh Cửu thắng hai ông cháu cũng là vẻ mặt hồ đồ. Không rõ Triệu Hải Nhân hồ lô này trong đến tột cùng bán là thuốc gì. Quân Nhàn hít thở sâu một hơi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi giơ tay lên đem mũ cho lấy xuống. Lụa trắng xốc lên, lộ ra mặt của nàng. Phần nửa bên phải khuôn mặt, trơn chuột nhẵn nhụi, nửa bên mặt trái, vô cùng mịn màng. Mặt của nàng không hề có một chút vấn đề, không riêng không có vấn đề. Còn vô cùng mềm mại động lòng người, là điển hình đại mỹ nhân.
thực sự chính là công chúa Bạch Tuyết một dạng mỹ nhân. Tin tưởng nếu như trên cái thế giới này thật sự có kính mát, người hỏi kính dâm trên thế giới nữ nhân đẹp nhất là ai, kính dâm nhất định sẽ trả lời hai chữ Quân Nhàn. Vẻ đẹp của nàng, trong nháy mắt chinh phục mọi người. Trời ạ, quá đẹp a! Trên đời lại có như vậy siêu trần thoát tục mỹ nhân. Ta ích, người nào thì em trước mù đưa tin, nói nhân ra là người quái gì kia mà. Bây giờ tin tức thực sự không thể tin a, tất cả đều là giả. Ta đã nói rồi, Triệu gia sao lại thế như thế đại ý, phủng một cái gái xấu thượng vị. Cảm tình là có người ác ý hãm hại, chụp ảnh hậu kỳ PS, để người ta cho P thành người quái dị, thực sự là đủ chán ghét. Này chán ghét công ty, tất cả đều nên đóng cửa. Dư luận danh tiếng, trong nháy mắt liền được chuyển biến. Ở Quân Nhàn lộ ra khuôn mặt một khắc kia, tất cả lưu ngôn phỉ ngữ liền cũng không công tự phá rồi, người nói nhân ra người quái dị. Bây giờ người ta lộ ra hình dáng cho ngươi nhìn, xấu không phải xấu, chính ngươi bình phán. Những thủy quân kia cũng không di chuyển được tiết tấu. Bọn họ vốn là muốn tiếp tục mang gái xấu tiết tấu, nhưng xem bộ dáng bây giờ, ngươi còn có mặt mũi nói gái xấu. Có một chút không hiểu chuyện thủy quân vẫn còn tiếp tục chửi rủa, kết quả từng cái toàn bộ đều bị san bằng đài cho phong hào rồi, hoặc là chính là bị quảng đại khán giả cho phun xấu hổ vô cùng. Tình huống hoàn thành lớn nghịch chuyển. Nhân loại là một loại cảm tình phi thường phức tạp động vật, làm một người hiểu lầm một người khác, tại hắn biết được chân tướng sau đó, sẽ phi thường hối hận, biết tăng gấp bội lấy lòng, đón ý nói hùa, bù đắp cái kia bị hắn hiểu lầm người. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Trước tất cả mọi người hiểu lầm Quân Nhàn rồi, vì bù đắp đối với Quân Nhàn tạo thành tổn thương, đại gia bắt đầu trả thù tính lấy lòng, đầu không tỉnh táo đón ý nói hùa, điên cuồng bù đắp. Lễ vật soạt bay lên. Một mảnh tiếng ca ngợi. Cộng thêm Quân Nhàn bản thân cũng rất xuất sắc, rất xinh đẹp, hát êm tai, lại là đại minh tinh Lăng Giao đệ tử, bị cực đại truy phủng. Trước bởi vì Quân Nhàn, Hảo Thanh Âm các trí, hiện tại cũng là bởi vì Quân Nhàn, Hảo Thanh Âm khởi tử hồi sinh, tỷ lệ người xem đạt tới đỉnh phong, danh tiếng cũng trước nay chưa có tốt. Bất kể là Quân Nhàn, vẫn là Hảo Thanh Âm, hay hoặc giả là Triệu Gia, đều hoàn thành cực hạn phiên bản. Mà hết thảy này, cũng phải cảm tạ Giang Sách, Cừu Trắng đi mây lĩnh núi mang về bụi cây kia nghìn năm cỏ linh chi. Dưới vũ đài, Cừu Trắng một bên vỗ tay một bên thâm tình thành thực nhìn tinh quang bốn phía Quân Nhàn, từ trong thâm tâm thay nàng cảm thấy hài lòng, rốt cục, Quân Nhàn không cần lại gánh vác gái xấu bêu danh. Cũng rốt cục, Quân Nhàn có thể lấy xuống cái khăn che mặt, dưới ánh mặt trời tự do bay lượn. Quân Nhàn, chúc mừng. Cừu Trắng chân thành chúc phúc. Có người vui vẻ, đã có người thương tâm, đêm nay lớn nhất bên thua chính là Đàm gia. Đàm Vĩnh Thắng ngồi ở trên ghế salon, một cây lại một cây hút thuốc lá, vẫn là tiêu trừ không được hận ý trong lòng, thậm chí đều muốn giơ cây đao đi trên đường cái chém người. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, Vương Bát Đản. Hắn một lần lại một lần mắng, đối với Giang Sách, đối với Quân Nhàn. Đối với Triệu gia hận ý đều đạt tới đỉnh phong. Đàm Vĩnh Thắng biết, Triệu gia có thể hoàn thành lớn nghịch chuyển, Quân Nhàn có thể như kỳ tích từ một cái gái xấu biến thành mỹ nữ, nhất định đều là Giang Sách đang làm trò quỷ. Một đoạn thời gian trước Giang Sách ly khai kinh thành, chính là đi tìm linh đan rượu dược đi. Giang Sách à Giang Sách, thật là có ngươi. Mười mấy năm qua vết sẹo cũ, ngươi đã có biện pháp để cho nàng khôi phục nguyên dạng, mạo mỹ như lúc ban đầu. Bội phục. Xem ra lão phu là thật khinh thường, xem thường ngươi nha. Một bên Đàm Quốc Đống cũng âm thầm sức sống, lúc đầu thắng lợi đều đã tới tay, kết quả tới tay con vịt lại bay, có thể nào gọi người không tức giận. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới Giang Sách có thể đem Quân Nhàn vết sẹo trên mặt chữa lành. Đàm Quốc Đống nói rằng, ra ra, thật vẫn để cho bọn họ xoay sự thực sao. Cái này Quân Nhàn chính là một gái xấu, chúng ta tiếp tục đưa tin. Vạch trần bọn họ. Hữu dụng không? Đàm Vĩnh Thắng chuyển qua nhìn sang, nói rằng, khán giả chỉ biết tin tưởng mắt nhìn đến, người bây giờ còn nói Quân Nhàn là người quái dị, có người tin sao? Người kiên trì nữa xuống phía dưới, chỉ biết khiến cho tình cảm quần chúng xúc động, làm cho Đàm gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đàm Quốc Đống trong đầu không phục. Chẳng lẽ, để bọn họ đem bạch cho nói thành đen? Đàm Vĩnh Thắng thở dài.
ở Quân Nhàn tháo xuống cái khăn che mặt một khắc kia, chúng ta cũng đã thua. Quốc Đồng A, người mở điện thoại di động lên nhìn mới nhất đưa tin A. Dựa theo Đàm Vĩnh Thắng nói, Đàm Quốc Đống mở ra tin tức tiến hành quan sát, phát hiện trước Vũ Nhục, hãm hại Quân Nhàn này truyền thông, hiện tại từng cái sắc mặt tất cả đều thay đổi, đều ở đây lấy lòng, xin lỗi. Thứ nhất, những thứ này truyền thông sợ bị khán giả cho phun chết, thứ hai, bọn họ cũng sợ đắc tội Triệu gia, thứ ba, càng sợ chọc không cần thiết quan tòa. Cho nên, trước phun càng ác, hiện tại truyền thông liền phủng càng cao. Đàm Quốc Đống tức giận đem điện thoại di động ném lên bàn, dựa vào. Nhất bang gió chiều nào theo chiều nấy rác rưởi. Đàm Vĩnh Thắng cười nói, là như vậy, đám này truyền thông trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trông cậy vào bọn họ là không thể. Hai ông cháu ở trong phòng âm thầm sức sống. Tựa hồ, bại cục đã định, hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì có thể nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất một điểm ở chỗ, đêm nay ta là ca vương tỷ lệ người xem bị Hoa Hạ Tốt Thanh Âm cho triệt để bạo, song phương tỷ lệ người xem chênh lệch, đã lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có thể dự kiến, ngày mai nhất định có một đống lớn hãng quảng cáo vùi đầu vào Triệu gia ôm ấp. Đầu tiên là Chạy Nam, tiếp theo là Tốt Thanh Âm, cái này Triệu gia mỗi một lần công kích đều chuyên đánh bảy tấc, đánh Đàm gia đã sắp muốn hít thở không thông. Đàm gia mạch máu đã dần dần bị Triệu gia nắm. Hai ngàn hồ sơ vương bài tiết mục đều bị đối thủ cho ăn chết, bây giờ Đàm gia, nhìn qua không khí trầm lặng, hoàn toàn không có tương lai. Đàm Vĩnh Thắng lại rút một điếu thuốc, trong lòng phiền táo. Chẳng lẽ, Đàm gia trăm năm sự nghiệp to lớn, sẽ hủy ở trên tay của hắn? Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, mình làm năm ở bên ngoài một lần hoa tâm, cư nhiên sẽ đối với Đàm gia trăm năm sự nghiệp to lớn tạo thành không thể đo lường thương tổn. Sớm biết như vậy, năm đó hắn là tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân kia làm loạn. Lúc này đã trễ a. Đang ở Đàm Vĩnh Thắng thương tâm khổ sở, hối hận không thôi thời điểm, lão quản gia vội vã đi đến, ở Đàm Vĩnh Xanh bên tai nhẹ nói rồi vài câu. Đàm Vĩnh Thắng ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Đã trễ thế này, nàng tới làm gì? Xem chúng ta Đàm gia chê cười sao? Lão quản gia hỏi, lão gia kia, ta tự ra trở về một câu, nói lão gia ngài đã ngủ, để cho nàng Minh Nhi cái trở lại. Đàm Vĩnh Thắng hé mắt. Các loại, nữ nhân kia sẽ không như thế buồn chán, đặc biệt tới cửa đến xem chuyện cười của ta. Hơn nữa hiện tại lúc này, ta có thể ngủ được. Ai tin? Đi gọi nàng vào đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nữ nhân kia lớn buổi tối không ngủ được. Tìm ta chỗ này tới làm cái gì? Lão quản gia gật đầu, đã biết, lão gia, ta đây phải đi. Không bao lâu, một người mặc màu lửa đỏ quần dài nữ nhân theo lão quản gia đi đến. Đàm Vĩnh Thắng cố ý bài trừ nụ cười, hỏi, thực sự là quý khách a, đã trễ thế này, không biết ngài còn chúng ta Đàm gia, vì chuyện gì a? Nữ nhân kia khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta tới tìm ngươi, là cho ngươi giải trừ tâm bệnh tới. Tâm bệnh, Đàm Vĩnh Thắng vui vẻ, ta có cái gì tâm bệnh, ta làm sao chính mình không biết ha? Thực sự không biết, thật không biết. Nữ nhân kia lạc nở nụ cười, Đàm lão gia, ngài tâm bệnh liền hai chữ. A hát, cái nào hai chữ A? Giang sách, oanh. Đàm Vĩnh Thắng như là bị sét đánh giống nhau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền tiêu thất, nữ nhân này chẳng lẽ thực sự lớn buổi tối chạy tới chế giễu? Hỏi hắn, người đến cùng muốn nói cái gì? Nữ nhân kia nói rằng, Triệu gia mặc dù có thể đối với Đàm gia từng bước ép sát, cũng là bởi vì Giang Sách ở sau lưng bày mưu tính kế, không có Giang Sách trợ giúp, Triệu gia, không đáng giá mỉm cười một cái. Cộng thêm Giang Sách tự thân sở hữu Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, thế lực không nhỏ, cùng Triệu gia liên hợp lại, thật là đáng sợ. Hắn lại là Đàm lão gia người cháu trai ruột. Ai? Đàm lão gia? Người tâm bệnh kia a, thực sự rất nghiêm trọng, nếu như trễ trị liệu, sợ rằng biết phát bệnh mà chết. Đàm Quốc Đống cướp lời nói, chúng ta Đàm gia sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Cút! Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, thật muốn ta lăn lộn sao? Ta lăn lộn rồi, các ngươi nhưng là sẽ bỏ qua một cái thắt cổ Giang Sách cơ hội thật tốt. Trong nháy mắt, Đàm Vĩnh Thắng cùng Đàm Quốc Đống ánh mắt cũng thay đổi. Thắt cổ Giang Sách cơ hội thật tốt.
Đàm Vĩnh Thắng hỏi, loại người như ngươi nữ nhân nói lời nói, muốn ta làm sao tin tưởng? Nữ nhân kia nghiêm khắc nắm quả đấm một cái, nói rằng, bởi vì, ta và các ngươi mục đích tương đồng, đều rất muốn giết chết Giang Sách. Ngươi cũng cùng Giang Sách có cửu oán. Có, Bất Cộng Đái Thiên. Đàm Vĩnh Thắng nhìn người đàn bà, suy nghĩ một lát sau nói rằng, nói một chút coi, là cái gì thắt cổ Giang Sách cơ hội thật tốt. Sau đó, nữ nhân kia đem nàng kế hoạch nói ra. Sau khi nghe xong, Đàm Vĩnh Thắng giơ ngón tay cái lên, điểm ấy tử quá tuyệt vời, có thể a, vì đối phó Giang Sách, người cư nhiên đều làm đến bước này. Thoại phong nhất chuyển, hắn lại hỏi, vì củng cố sự hợp tác của chúng ta, ta muốn hỏi một câu, người cùng Giang Sách đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Nữ nhân kia đứng lên, lạnh lùng nói rằng, Giang Sách, hắn hại chết trượng phu của ta cùng hài tử. Nói xong, nữ nhân trực tiếp rời đi Đàm gia biệt thự. Đàm Quốc Đống nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng, nghi ngờ hỏi, Giang Sách hại chết trượng phu của hắn cùng hài tử. Không có khả năng a, hắn trượng phu hài tử không phải đều sống rất tốt sao? Đàm Vĩnh Thắng hé mắt, ý vị thâm trường nói rằng, có thể, có ẩn tình khác. Đêm nay, là Triệu gia đại hoạch toàn thắng, cũng là Giang Sách đại hoạch toàn thắng. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật phòng làm việc. Miêu Đồng một bên vuốt ve đốt diễm đầu vừa nói, Giang Đồng, cái này ngươi có thể cao hứng a. Đại hoạch toàn thắng, hảo thanh âm tỷ lệ người xem mạnh nổ, thiên biết biết kiếm bao nhiêu tiền. Kiếm tiền ngược lại vẫn là thứ nhì, mấu chốt nhất là, Giang Đồng ngươi cuối cùng cũng xả được cơn giận, hung hăng làm nhục Đàm gia, tin tưởng rất nhanh thì có thể cho ngươi nhị thúc báo thù. Nhắc tới nhị thúc, Giang Sách trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn mỉm cười lắc đầu. Nói rằng, Đàm gia không phải người lương thiện, cũng sẽ không bởi vì thất bại lần trước liền đổ nát. Lúc này đây hảo thanh âm thành công, ắt sẽ gây nên Đàm gia ác ý trả thù, chúng ta bây giờ là tối trọng yếu không phải vui vẻ, mà là cẩn thận Đàm gia có ý định trả thù. Miêu Đồng cười cười, nói rằng, nếu để ý như vậy, vậy ngày mai bữa tiệc liền rút lui. Vậy không được, Giang Sách nói rằng, ngày mai bữa tiệc đã là khánh công yến, lại là cùng Triệu gia. Khương gia thâm nhập hợp tác, không thể rút lui. Miêu Đồng cười ha ha, cắt, ngược lại ngươi nói như thế nào đều có để ý, quá muộn, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Trễ như thế, một mình ngươi trở về không an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, muốn chúng ta cô nam quả nữ ngủ ở cùng nhau? Xem Miêu Đồng na sáng lên con mắt, rõ ràng là rất chờ mong. Giang Sách cười nhạt, đứng lên đi ra ngoài. Đêm nay ngươi đi nằm ngủ ở phòng làm việc của ta, ta đi phòng khách sofa ngủ. Nói xong, hắn rời phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại. Miêu Đồng chua mỏ một cái, hanh, tại sao phải như thế chính nhân quân tử nha? Có việc bí thư làm, không có việc gì liền gì đó bí thư. Ta làm sao vận khí đen đủi như vậy, lâu như vậy, cũng không đúng ta có ý đồ không an phận. Ai? Suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế buổi trưa. Ở Miêu Đồng tỉ mỉ dưới sự an bài, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật tầng chót nhà hàng mở ra, chuẩn bị một bàn tinh mỹ món ngon. Cửa hàng thảm đỏ, chu vi toàn bộ đều bày đầy hoa tươi. Long trọng cực kỳ. Ngày hôm nay, từ Giang Sách làm ông chủ, mời Triệu gia Triệu Hải Nhân, Đủ Mây Mỹ, Khương gia Khương Lị, Văn Vân Chi đi ra tịch. Lui tới không Bạch Đinh, tất cả đều là đại nhân vật. Không thể không thận trọng, long trọng một ít. Thời gian ước định đến rồi, Triệu gia cùng người của Khương gia đều đã tới hiện trường. Triệu Hải Nhân cùng Đủ Mây Mỹ mãn mặt xuân phong, nhìn ra được hai vợ chồng này trong lòng đều sướng chết, chạy nam hảo thanh âm, hai ngăn hồ sơ tiết mục bạo nổ hỏa, để cho bọn họ kiếm lớn đặc biệt kiếm, thành công đánh vào Đàm gia nội địa. Từ cùng Giang Sách hợp tác tới nay, xuôi gió xuôi nước, một chữ thoải mái. Ngày hôm nay, bọn họ thứ nhất là ăn mừng. Hơn nữa cũng là muốn cho Giang Sách chia hoa hồng, dù sao có tiền cùng nhau kiếm. Sau đó, người của Khương gia cũng đến rồi. Khương Lị nghe nói Giang Sách không riêng tiết mục bạo nổ hỏa, còn thu hoạch ngoài ý muốn rồi mây lĩnh núi một dãy ngọa long dãy núi, thay hắn cảm thấy vui vẻ. Văn Vân Chi đồng dạng dự họp. Hôm nay Văn Vân Chi, mặc một thân màu lửa đỏ quần dài, nhìn qua giống như là dự họp kết nạp liên hoan phim thông thường, chói lọi. Các vị, trên lầu mời. Ở Miêu Đồng dưới sự hướng dẫn,
Mọi người đi tới tầng chót, dựa theo chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình. Làm chủ nhà, Giang Sách giơ ly rượu lên nói rằng, cảm tạ các vị đại giá quang lâm, qua đây ăn bữa này khánh công yến, ta trước cạn một ly ngỏ ý cảm ơn. Giang Sách giơ ly rượu lên một ngụm buồn bực, thu được cả sảnh đường reo hò khen ngợi. Tiết Mục Bạo nổ hỏa, nhận lấy Ngọa Long dãy núi, liên tục đại hỷ sự, đem Giang Sách đẩy lên đỉnh phong. Thế nhưng, người không phải tổng may mắn như vậy. Ở nơi này người cả bàn lẫn nhau uống rượu chúc mừng, chuẩn bị tiến thêm một bước tăng mạnh hợp tác, tam phương cùng nhau liên thủ đánh đàm ra thời điểm, hết ý sự tình xảy ra. Có người bán hàng lên lầu ở Miêu Đồng bên tai nói vài câu, Miêu Đồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nàng đi tới Giang Sách bên người, phi thường lúng túng trước mặt của mọi người nói rằng, Giang Đồng, cảnh sát tới, đưa tin ngươi. Của nàng dùng từ là đưa tin, mà không phải thấy, cái này có học vấn. Mọi người nhìn nhau, đều ngẩn ra, cái này ngày đại hỷ, cảnh sát đột nhiên đưa tin Giang Sách. Giở trò quỷ gì, chẳng lẽ Giang Sách phạm vào chuyện gì rồi không? Không đến mức a. Giang Sách mỉm cười, khí định thần nhàn nói rằng, quân tử thản đáng đáng, đi, đi xem. Hắn uống một ngụm rượu, cùng Miêu Đồng cùng nhau đi xuống lầu. Những người khác lúc đó an vị không được, Giang Sách nhưng là bọn họ cây dụng tiền, nếu như Giang Sách đã xảy ra chuyện, bọn họ các phương diện đều phải chịu đến ảnh hưởng to lớn. Tất cả mọi người để đũa xuống, cùng nhau theo xuống lầu, đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi xuống lầu, Giang Sách liếc mắt liền thấy vài tên cảnh sát đứng ở công ty cửa đại lâu. Hắn đi tới, ta là Giang Sách, xin hỏi, có chuyện gì? Một tên trong đó cảnh sát đi tới nói rằng, chúng ta là bót cảnh sát, nhận được tố cáo, động vật rừng rậm Tu La địa ngục bản khối tồn tại đại lượng nguy hiểm động vật, nghiêm trọng nguy hại xã hội an toàn. Giang Sách ngươi làm người phụ trách, kẻ khả nghi xúc phạm công cộng an toàn tội, mời đi theo chúng ta một chuyến A. Cái này, tất cả mọi người trong mắt đều phải kinh điệu. Đây không phải là tai bay vạ gió sao? Phải biết rằng, Na Tu La địa ngục bản khối. Nhưng thật ra là Khương gia A. Bởi vì lúc trước Giang Sách trợ giúp Văn Vân Chi, cứu sống của nàng cầu cầu, cho nên Văn Vân Chi làm cảm tạ, liền đem Tu La địa ngục miễn phí đưa cho Giang Sách. Có người nói, cái này nghiêm khối hàng năm đều có thể có hơn mấy chục trăm triệu thu nhập. Vốn đang thật cao hứng, hiện tại có điểm mộng bức. Cái này tới tay sau đó, một phân tiền chưa thấy không nói, còn liên quan đến nguy hại công cộng an toàn tội. Thậm chí cũng bị cảnh sát mang đi, quả thực kẻ cầm ăn hoàng liên. Giang Sách khẽ nhíu mày. Ngày nào đó, hắn cùng Văn Vân Chi, Khương Lị cùng đi hiện trường xem qua, bên kia quả thật có rết, hạt tử, cóc các loại nguy hiểm động vật, nhưng cũng có thể nuôi dưỡng, không có khả năng tồn tại vi quy A. Nếu có vi quy, nhân viên quản lý hẳn là sáng sớm liền trước giờ phát hiện cũng ngăn lại mới đúng. Phương diện này, có chuyện. Giang Sách hữu ý vô ý quay đầu nhìn thoáng qua Văn Vân Chi, chỉ thấy Văn Vân Chi khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong ánh mắt của nàng bắn ra từng đạo hàn quang, chỉ là nhìn dáng vẻ, cũng biết có vấn đề. Giang Sách biết, chính mình nhất định là bị người lừa bịp. Miêu Đồng đi tới nói rằng, cảnh sát đồng chí, có phải hay không các người lầm? Chúng ta Giang Đồng làm sao có thể liên quan đến công cộng an toàn tội? Các ngươi một lần nữa điều tra một chút đi. Cảnh sát nói rằng, nhân viên không quan hệ mời đi ra, chúng ta là nhận được tố cáo, điều tra rõ sự thực sau đó chỉ có đưa tin, có vấn đề gì, theo chúng ta đi bót cảnh sát nói rõ a, đi. Miêu Đồng còn muốn nhiều lời vài câu, bị Giang Sách một bả ngăn lại. Thực sự không giả rồi, giả thật không được, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Cảnh sát đồng chí cũng chỉ là dựa theo quy chế xí nghiệp làm việc. Người cũng không cần gây trở ngại nhân ra làm việc. Bót cảnh sát, ta đi một chuyến. Miêu Đồng đều nhanh muốn gấp chết, cái này Giang Sách làm sao không có chút nào sợ a? Hắn hiện tại nhưng là kẻ khả nghi phạm tội, tiến nhập bót cảnh sát, trời mới biết rơi vào cái dạng gì kết cục. Nguy hại công cộng an toàn tội, nói trọng cũng trọng, nói nhẹ cũng nhẹ, nhẹ một tí, năm ba tháng tự phóng ra tới, trọng một điểm, na 10 năm 8 năm đều có tỏa. Giang Sách cái này đi vào, ai biết sẽ như thế nào a? Nếu như hình phạt 10 năm, Na Thịnh Vui khoa học kỹ thuật liền triệt để lạnh. Ngày đại hỷ,
trở nên lớn bi kịch. Đi thôi, cảnh sát nói rằng. Giang Sách không có bất kỳ dị ý, theo cảnh sát lên xe cảnh sát, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị mang đi bót cảnh sát. Phía sau, một nhóm lớn người thần sắc khác nhau. Miêu Đồng vì Giang Sách cảm thấy lo lắng, sốt ruột phá hủy, trước tiên liền cho Cửu Trắng, Mộc Dương một bọn họ gọi điện thoại, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đủ Mây Mỹ cùng Triệu Hải Nhân càng nhiều hơn chính là vì tự thân quyền lợi cảm thấy lo lắng. Giang Sách cái này vừa bị bắt, có ảnh hưởng hay không đến Hảo Thanh Âm? Này nhà đầu tư có thể hay không bị dọa chạy? Còn như Văn Vân Chi, nàng không nói câu nào, trực tiếp cất bước ly khai, vừa đi vừa lộ ra nụ cười âm lạnh, khiến người ta nhìn sợ run lên. Khương Lị cùng với nàng ngồi ở đồng nhất chiếc xe trên. Xe phát động. Trên đường. Khương Lị hỏi, đệ muội, Tu La địa ngục sự tình, là ngươi làm sao? Văn Vân Chi cười nhạt vài tiếng, nói rằng, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Tu La địa ngục ta đã qua tay cho Giang Sách rồi, tất cả giám thị đều do hắn phụ trách, xuất hiện nguy hiểm động vật, cũng là hắn trách nhiệm, là chính bản thân hắn giám thị bất lực. Hơn nữa, cũng không phải ta tìm người tố cáo hắn, người như thế trách tội ta, không thích hợp a. Lời là nói như vậy, thế nhưng, Na Bản Khối tuy là qua tay cho Giang Sách, nhưng tất cả công nhân cũng không có thay đổi, vẫn là Văn Vân Chi lão nhân. Nếu như Văn Vân Chi muốn mấy chuyện xấu, còn chưa phải là nửa phút sự tình. Khương Lị không có đem sự tình hoàn toàn nói toạc, dù sao đại gia vẫn là người một nhà, không thể thực sự vì một ngoại nhân vạch mặt. Chỉ là Khương Lị thực sự cảm thấy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Nàng cũng không hiểu, nếu quả như thật là Văn Vân Chi làm, Na lý do là cái gì? Rõ ràng Giang Sách trợ giúp nàng, nàng còn lấy oán trả ơn. Khương Lị nhận thức Văn Vân Chi cũng không phải một ngày hay hai ngày, lý giải làm người của nàng. Tuy là tùy hứng điêu ngoa, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này qua sông đoạn cầu, người vong ân phụ nghĩa. Sự tình, thực sự càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Vào giờ phút này Đàm ra bên trong biệt thự. Đàm Quốc Đống ở bên trong phòng khách kèm theo âm nhạc nhảy điệu tango, hưởng thụ vô thượng vui sướng. Hắn vừa nhảy vừa nói, Văn Vân Chi bà lão kia nhóm điểm quan trọng, giọt thật tuyệt a, ta dựa theo nàng nói đi làm, quả thực đem Giang Sách cho bắt đi. Đàm Vĩnh Cửu Thắng nói rằng, ngay từ đầu nàng để cho ngươi hướng Tu La địa ngục thả một ít nguy hiểm động vật, ta còn lo lắng là muốn cố ý bẫy ngươi, hãm hại ngươi, hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Đàm Quốc Đống nói tiếp, ra ra, ta chỉ là còn muốn không thông, Văn Vân Chi cùng Giang Sách đến cùng có thâm cửu đại hận gì, nàng cần phải như thế vào chỗ chết cả. Thậm chí không tiếc bồi thượng Tu La địa ngục toàn bộ khối. Phải biết rằng, Na Khối hàng năm cho nàng kiếm hơn mấy chục cái ức. Đây chính là người ta việc tư rồi. Đàm Vĩnh Cửu Thắng nói rằng, cho nên ta nói a, đối nhân xử thế phải khiêm tốn, đừng khắp nơi gây chuyện thị phi. Tựa như Giang Sách, thật sự coi chính mình là chiến thần hạ phàm, thấy ai cũng làm. Ha ha, cái này không, đem mình làm tiến vào. Ta đoán, chính hắn cũng không biết từ lúc nào đắc tội Văn Vân Chi, ha 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 ha. Tiểu vương bát đản này tiến vào, cần phải quan hắn cái 10 năm 8 năm, phương tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Bót cảnh sát, mở tối gian phòng nhỏ. Giang Sách đơn độc một người ngồi ở cái ghế sắt trên, không bao lâu sau võ thuật, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi đến. Người này là bót cảnh sát phó cục trưởng Hứa Tuấn. Hắn đặt mông ngồi ở Giang Sách đối diện, nhận nhận chân chân nhìn Giang Sách vài giây, xì vui vẻ. Tu La chiến thần, bị bắt. Ha 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 ha, đây nếu là ở phía trên đầu người biết, cần phải cười đến rụng răng không thể. Giang Sách thở dài, nói rằng, đừng nói giỡn, sự tình điều tra thế nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Tuấn nói rằng, chuyện, ta đã toàn bộ đều điều tra rõ ràng, bất quá chiến thần. Sau đó ngươi nên mời ta ăn bữa cơm, vì ngươi việc này, ta nhưng là mất sức của chín châu hai hổ. Giang Sách cười khổ một tiếng, đi, ăn cái gì đều được. Không nói nhiều thừa thải, Hứa Tuấn mở ra văn kiện, đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Giang Sách nghe. Đầu tiên, tố cáo Tu La địa ngục nhân là Đàm gia an bài, thứ nhì, này nguy hiểm động vật, cũng là Đàm gia sắp xếp người bỏ vào. Có thể nói. Đây hết thảy đều là Đàm gia một tay an bài.
Bất quá, nếu như chỉ là Đàm gia, cũng vô pháp làm được điểm này, bởi vì dù sao có nhân viên quản lý, không có khả năng tùy tùy tiện tiện làm cho Đàm gia đem nguy hiểm động vật bỏ vào. Này nhân viên quản lý nhất định đều có vấn đề. Những người này có thể toàn bộ đều là Khương gia, nếu như bọn họ có chuyện, na rất có thể ý nghĩa Đàm gia cùng Khương gia đã liên thủ lại rồi. Kinh thành hai đại gia tộc cùng nhau liên thủ đối phó Giang Sách, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Vấn đề hơi có điểm nghiêm trọng. Giang Sách hỏi, ta đây tình huống hiện tại là cái gì? Hứa Tuấn hồi đáp, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Đầu tiên, kẻ khả nghi nguy hại công cộng an toàn tội danh là thành lập, bất quá căn cứ điều tra của chúng ta kết quả xem, ngài không cần chịu trách nhiệm chính, mà là phụ thứ yếu trách nhiệm, chủ yếu chính là giám thị bất lực. Nghiêm ngặt coi như, phải nhốt 5-3 tháng. Bất quá chúng ta không có khả năng thực sự đem ngài cho xem ra, kiến nghị giao nộp tiền bảo lãnh. Giang Sách hỏi, bao nhiêu tiền? Ân, người cái này tội danh lời nói, 10 triệu tả hữu A. Có điểm đắt A. Ta chiến thần ca ca, có thể tốn tiền tiêu tai đã rất tốt lạc tương đương. Dừng một chút, Hứa Tuấn tiếp tục nói, hơn nữa chiến thần, ta kiến nghị ngươi vội vàng đem Tu La địa ngục cho đóng cửa. Vì sao? Căn cứ kinh thành thị chính quy hoạch, rất nhiều động vật đều bị tính vào đến rồi bảo hộ động vật, lén lút bán là muốn vào hình. Căn cứ sự điều tra của ta, hiện nay người cái kia Tu La địa ngục sở mua bán đại đa số động vật đều muốn là bảo vệ động vật. Qua mấy tháng, người đem đối mặt so với hiện tại càng nghiêm trọng hơn nghiêm phạt. Nghe thế, Giang Sách không khỏi ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài. Cái này Văn Vân Chi thực sự là điên rồi à. Biểu hiện ra nói là muốn báo đáp Giang Sách, trên thực tế là đem một viên bom hẹn giờ ném cho Giang Sách. Kỳ thực, cái này Tu La địa ngục coi như không để cho Giang Sách, Văn Vân Chi cũng tuyệt đối sẽ không mở tiếp nữa, bởi chính sách nguyên nhân, nhất định là phải nhốt bế. Văn Vân Chi mấy năm nay ở trên mặt này kiếm tiền cũng quá nhiều. Xong trả lại cho Giang Sách đào cái hố to. Giang Sách một phân tiền không có kiếm được không nói, còn vì vậy thường tiền, thậm chí còn có ngồi tù phiêu lưu. Giang Sách là thật không rõ à, Văn Vân Chi tại sao muốn đối với mình ác như vậy? Chính mình rõ ràng cứu của nàng cậu cậu, không phải cảm ơn còn chưa tính, tại sao muốn lấy oán trả ơn đâu? Thật sự là khó hiểu. Được rồi, ta biết rồi. Giang Sách đứng lên nói rằng, 10 triệu nộp tiền bảo lãnh, ta trợ lực biết nộp, hiện tại ta có thể rời đi sao? Có thể. Giang Sách đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Tuấn ở phía sau bổ sung một câu, chiến thần, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bữa cơm à. Nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, Hứa Tuấn khẽ thở dài một cái. Hắn lẩm bẩm, Đàm gia cùng Khương gia liên thủ đối phó hắn, ai, mặc dù là Tu La chiến thần. Sợ là cũng rất khó chống đỡ được hai đại gia tộc liên thủ đối phó a. Bữa cơm này, ta không biết có thể ăn được hay không đạt được a hát. Giang Sách rời đi bót cảnh sát sau đó, ngồi lên cừu trắng xe. Xe thúc đẩy. Cừu trắng hỏi, thống suất, sự tình làm sao sẽ trở thành cái dạng này. Giang Sách bất đắc dĩ nói rằng, sai tin người khác rồi, cho rằng hảo tâm có thể đổi hảo báo, ai biết đổi lấy là lấy oán trả ơn. Đi xem đi Khương gia nhà cũ, ta muốn cùng Văn Vân Chi thấy một mặt. Tốt. Rất nhanh, cừu trắng liền đem xe lái đến Khương gia nhà cũ trước, thông báo qua đi, lái vào. Giang Sách mang theo cừu trắng đi vào Khương gia biệt thự, liếc mắt liền thấy Văn Vân Chi cùng Khương Lô Ly an vị ở trên ghế salon. Chứng kiến Giang Sách trở về, Văn Vân Chi âm dương quái khí nói rằng, yêu, có thể a, chúng ta Giang Đồng thực sự là mánh khóe thông thiên nha. Chỉ có đi vào không đến nửa ngày, người lại cho thả ra rồi. Nguy hại công cộng an toàn tội, nhẹ như vậy sao? Giang Sách cười lạnh một tiếng, nói rằng cảnh sát điều tra rõ ràng, nguy hiểm động vật là Đàm gia thả, sau lại cũng là Đàm gia tố cáo, ta nhiều lắm rơi vào cái giám thị bất lực, nộp tiền bảo lãnh có thể đi ra. Sách sách sách, cảnh sát điều tra độ mạnh yếu từ lúc nào trở nên nhanh như vậy rồi? Văn Vân Chi trong giọng nói mang theo bất mãn. Hai người đối thoại càng ngày càng không thích hợp. Khương Lô Ly sợ bọn họ cãi vả, mau đánh giảng hòa, xem ra hết thảy đều là Đàm gia đang làm ma, về sau chúng ta càng được cẩn thận phòng bị. Giang Đồng, người có thể trở về là được, người không có việc gì so với cái gì đều trọng yếu.
Vừa mới ta còn đang lo lắng, ngươi nếu như bị xem ra, Na Thịnh vui khoa học kỹ thuật có thể làm sao bây giờ nha? Đối mặt Khương Loli tốt nói tốt ngữ, Giang Sách nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Bởi vì, hắn lúc này qua đây chỉ muốn biết vấn đề đáp án. Hắn mắt lạnh nhìn Văn Vân Chi, nói rằng, Đàm gia tuy đáng trách, nhưng ta không hiểu là, Tu La địa ngục giám thị nhân viên sao lại thế như vậy qua loa sơ suất, tùy tùy tiện tiện đem Đàm gia nguy hiểm động vật bỏ vào. Cái này, cũng không giống như là một nhà kinh doanh hơn 10 năm phẩm bài công ty tầng quản lý sẽ phạm xuống lệch lạc a. Lời đã nói đủ trực tiếp, còn kém trực tiếp một chút danh là Văn Vân Chi làm rồi. Nào ngờ, Văn Vân Chi nếu so với Giang Sách càng thêm trực tiếp. Nàng đem chính mình màu lửa đỏ váy liêu lại, ngước mắt nhìn Giang Sách, trong mắt mang theo phẫn hận nói rằng, không cần trong lời nói có gai, ngươi không phải là hoài nghi ta sao? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, chuyện này, chính là ta cùng Đàm Vĩnh Cửu thắng bọn họ thiết kế xong. Vốn còn muốn nhiều tìm một chút chứng cứ, quan ngươi một cái 10 năm 8 năm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tựu ra tới. Giang Sách, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Văn Vân Chi. Tất cả mọi người đoán được nàng có chuyện, nhưng từ trong miệng nàng nghe được những lời này, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Khương Loli người thứ nhất nghi ngờ hỏi, đệ muội, ngươi tại sao muốn hãm hại Giang Đồng? Vì sao? Văn Vân Chi ngẩng đầu lên, dùng tay chỉ Giang Sách, tức giận quát, bởi vì hắn tự tay đem ta trượng phu cùng hài tử đưa vào ngục giam, cả đời cùng hắc ám làm bạn. Văn Vân Chi những lời này, nói toàn trường người ngây ngẩn cả người, căn bản là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Giang Sách cũng là vẻ mặt mộng bức. Nói thật ra, Giang Sách đắc tội người cũng không ít, nhưng hắn làm sao cũng nhớ không nổi, chính mình từ lúc nào đắc tội qua Văn Vân Chi. Đặc biệt Văn Vân Chi trượng phu cùng hài tử. Phải biết rằng, Văn Vân Chi trượng phu, đó chính là Khương gia gia chủ, Khương Lị đệ đệ Khương Tông Chí. Giang Sách cùng người đàn ông này nhưng là một điểm lui tới cũng không có. Không có ân tình, cũng không có cửu hận. Như thế nào khả năng tự tay đem Khương Tông Chí đưa đi ngục giam? Hơn nữa, mọi người đều biết, Văn Vân Chi nhưng thật ra là không có con, hay là hài tử chính là na một con chó mà thôi. Giang Sách có tài đức gì, có thể đem một con chó đưa vào ngục giam? Thật là khiến người ta khó hiểu. Khương Lị cũng nói, đệ muội. Ngươi có phải hay không lầm a? Ngươi nói những thứ này, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Đệ ta hắn không phải đang ở nơi khác đi công tác nha, tại sao lại bị nhốt vào ngục giam? Còn có, ngươi căn bản không hài tử a. Đối mặt nghi ngờ của mọi người khó hiểu, Văn Vân Chi rốt cục nói ra tình hình thực tế. Nàng đầu tiên là cười ha ha vài tiếng, sau đó trừng mắt Giang Sách, chất vấn, Giang Sách. Ngươi còn nhớ rõ Giang Nam khu Thạch gia phụ tử sao? Thạch gia phụ tử. Giang Sách trong đầu lập tức nhớ lại hai tờ khuôn mặt quen thuộc. Hắn nhớ kỹ. Ở Giang Sách vẫn còn Giang Nam khu thời điểm, Thạch gia phụ tử nhưng là tử đối đầu của hắn. Này một đôi phụ tử lấy buôn bán nhân thể khí quan tiến hành không hợp pháp hoạt động. Giang Sách mất sức của chín châu hai hổ mới đem bọn hắn bắt lại. Chẳng lẽ nói. Giang Sách kinh ngạc nhìn Văn Vân Chi. Hỏi, chẳng lẽ, ngươi là Thạch Khoan thê tử, Thạch Văn Bình mẫu thân? Chính là, Văn Vân Chi không hề có một chút nào giấu giếm dự định. Giang Sách hiểu, kỳ thực lúc đó điều tra thời điểm, thì có một đầu manh mối chỉ hướng kinh thành, nói Thạch Khoan thê tử ở lúc thời niên thiếu bị kinh thành một đại nhân vật cho lừa chạy rồi, từ bỏ cha con bọn họ. Lúc đó Giang Sách còn đang suy nghĩ, liền Thạch gia phụ tử thân phận như vậy địa vị, có tiền có thế. Là dạng gì đại nhân vật lại có thể đem Thạch Khoan thê tử cho lừa chạy. Bây giờ minh bạch, là kinh thành một trong tam đại gia tộc chủ nhà họ Khương Khương Tông Chí. Thân phận của người đàn ông này địa vị, đều tại phía xa Thạch Khoan trên, cũng chính là Khương Tông Chí tồn tại, mới có giờ này ngày này Văn Vân Chi. Giang Sách thở dài một hơi. Thế sự trêu người. Hiện thực, hầu hết thời gian so với kịch truyền hình diễn còn muốn thái quá. Có ai có thể nghĩ đến, Giang Sách năm đó bắt hai cái đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan tội phạm, dĩ nhiên cùng Văn Vân Chi có quan hệ. Hơn nữa Văn Vân Chi lại còn nhớ vậy đối với phụ tử. Hiểu. Giang Sách cười khổ một tiếng, nói rằng, đúng là ta đem Thạch gia phụ tử đưa vào ngục giam, nhưng bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, buôn bán nhân thể khí quan,
coi như để cho ta chọn lại một lần, ta phải làm như vậy. Văn phu nhân, người không nên báo thù nói, ta cũng không thể nói gì hơn, tái kiến. Hắn xoay người rời đi. Văn Vân Chi tức giận đem trên bàn cái chén nghiêm khắc đập xuống đất. Khương Lị nhìn Văn Vân Chi, lại nhìn rời đi Giang Sách, không khỏi thở dài, nói rằng, đệ muội, lúc này đây thật là ngươi làm sai, liền Thạch Khoan cùng Thạch Văn Bình phạm. Này tội, nên bắt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, trực tiếp đuổi theo Giang Sách. Giang Đồng, chờ một chút. Khương Lị đuổi kịp Giang Sách, thở dài, nói rằng, Giang Đồng, tuy là ngã đệ muội nàng làm chuyện sai lầm, mạo phạm ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Giang Sách mỉm cười nói, ta chỉ có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc nàng, nhưng nếu như nàng không nên đem ta ép vào tuyệt lộ lời nói, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ai, Khương Lị thở dài, nói rằng, ta bây giờ không có nghĩ đến, hai người các ngươi trong lúc đó cư nhiên sẽ có sâu như vậy mâu thuẫn. Kỳ thực a, Văn Vân Chi gả cho đệ đệ ta sau đó, cùng với nàng chồng trước cùng con trai đều đoạn tuyệt lui tới, ai có thể nghĩ đến. Vẫn còn ở yên lặng chú ý. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao đó là nàng đã từng trượng phu, đứa con kia cũng là nàng ruột thịt con trai. Không nói gạt ngươi, Văn Vân Chi gả cho đệ đệ ta sau đó nhiều năm như vậy, cho tới nay ngay cả một hài tử cũng không có, quả thực thật khó chịu, mà lại nói lời nói thật, đệ đệ ta thật có chút hoa tâm. Năm đó Văn Vân Chi rất xinh đẹp, còn có thể bắt được đệ đệ ta tâm, thế nhưng theo nàng tuổi tăng lớn, đệ đệ ta hắn đã sớm không hề sủng ái Văn Vân Chi rồi. Chỉ là bởi vì Văn Vân Chi vững vàng điều khiển, động vật rừng rậm, nắm trong tay Khương gia mạch máu kinh tế, cho nên đệ đệ ta hắn không dám sằng bậy. Thế nhưng tình cảm vợ chồng, không còn sót lại chút gì. Càng như vậy, Văn Vân Chi thì càng sẽ nhớ niệm tình nàng chồng trước cùng con trai, mới có thể căm hận Giang Đồng ngươi a. Giang Sách nghe xong những thứ này sau đó, không khỏi đã cùng Văn Vân Chi sinh ra một tia đồng tình. Một nữ nhân, vứt bỏ trượng phu cùng con trai, cùng một người đàn ông khác chạy, vốn tưởng rằng phải nhận được hạnh phúc, kết quả là người nam nhân kia chỉ là coi trọng sắc đẹp của mình. Đến khi chính mình tuổi già sắc suy, liền không nữa thương yêu, cả ngày đi ra ngoài tìm những nữ nhân khác. Giống như Văn Vân Chi loại này bốc đồng, tiểu nữ nhân, nhất không chịu được, chính là bị ném bỏ, bị vắng vẻ, nàng bây giờ. Ước đoán nhất tư niệm chính là Thạch gia phụ tử rồi. Hết lần này tới lần khác Giang Sách còn đem Thạch gia phụ tử đưa vào ngục giam, cho nên Văn Vân Chi làm sao có thể bất thống hận Giang Sách đâu. Nghĩ tới đây, Giang Sách cũng liền thích hoài. Hắn nhún vai, nói rằng, Khương nữ sĩ, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng khó làm a. Về sau nếu như Văn Vân Chi lại cho ta xử bán tử, ta nên làm cái gì bây giờ? Người điều này làm cho ta đều không đành lòng hạ thủ đối phó nàng. Khương Lị cười khổ một tiếng, hồi đáp yên tâm đi, ta trở về thì biết khuyên nàng, để cho nàng buông tha đối với ngươi cửu thị. Chí ít, không muốn nữa đối ngươi xử bán tử. Vậy phiền phức Khương nữ sĩ rồi. Phải. Khương Lị đưa đi Giang Sách sau đó, về tới bên trong phòng, chứng kiến Văn Vân Chi khí hanh hanh ngồi ở trên ghế salon, trong tay không ngừng ở xé rách một quyển sách. Khương Lị đi tới, nói rằng, còn đang tức giận hả? Ta biết trong lòng ngươi nộ, nhưng nhân gia Giang Sách lại không làm gì sai, ngươi không thể không giảng đạo lý a. Văn Vân Chi lạnh rên một tiếng, ta bất kể, hắn làm con ta sẽ làm hắn. Khương Lị khẽ lắc đầu, chúng ta thật vất vả cùng Giang Sách liên thủ lại chống lại Đàm gia, ngươi nhẫn tâm chứng kiến tốt thế cục như vậy chôn vùi. Hơn nữa, Giang Sách y thuật cao minh như vậy, nói không chừng còn có thể chữa cho tốt ngươi không có bầu không phải dục khuyết điểm. Về sau ngươi theo ta đệ đệ tái sinh một cái, không phải bù đắp tiếc nuối sao? Lời này thật ra khiến Văn Vân Chi hai mắt tỏa sáng. Nàng có chút xấu hổ hỏi, ta đây khuyết điểm, còn có chữa? Có a, Khương Lị khẳng định nói, ngươi trước đây đều có thể sinh, chỉ cần hảo hảo trị liệu, hiện tại khẳng định cũng có thể sinh. Văn Vân Chi khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Vẫn là Khương Lị nhất hiểu nàng, cùng với nói là tỷ tỷ của nàng, cũng không bằng nói là mẹ. Tỉnh ngoài, một nhà xa hoa dạ tổng hội bên trong bao xương. Xa hoa trụy lạc, tiếng ca du dương. Khương gia gia chủ Khương Tông Chí đang nằm ở bao xương sofa lớn trên,
một tay bưng rượu đỏ, một tay ôm một gã trang phục diêm dúa nữ nhân. Nữ tử này tử, tên là Mã Giao Kỳ, biệt hiệu say rượu hoa, là vùng này nổi danh nhất nữ nhân. Nàng chỉ phục thị một người nam nhân, đó chính là Khương Tông Chí. Mỗi lần Khương Tông Chí mượn cớ đi công tác, đều phải tới nơi này tìm Mã Giao Kỳ tầm hoan tác nhạc, thậm chí còn mua cho nàng một bộ biệt thự, đặc biệt nuôi nàng, muốn tiền cho tiền, muốn người có người, yêu nguy. Cái này Mã Giao Kỳ dáng dấp phi thường yêu mị, cộng thêm chỉ có hơn 20 tuổi, chính là tuổi thanh xuân, lại sẽ hát khiêu vũ, rất dễ dàng liền bắt được Liễu Khương Tông Chí tâm, tựa như năm đó Văn Vân Chi. Bất đồng chính là, Văn Vân Chi là một kiêu ngạo tiểu công chúa, Mã Giao Kỳ thời là một mệt nhọc tiểu yêu tinh. Mã Giao Kỳ lấy tay vuốt ve Khương Tông Chí ngực, dùng điềm đạm đáng yêu thanh âm nói rằng, hôm nay ngươi phải trở về kinh thành sao? Khương Tông Chí một ngụm rượu hạ đỗ, đúng vậy, sự tình đều xong xuôi, không thể lưu lại nữa rồi. Mã Giao Kỳ bĩu môi, làm ra mất hứng biểu tình, người đi, ta đây làm sao bây giờ? Ai, ta sẽ nhường thủ hạ lưu lại tạo điều kiện cho ngươi sai bảo nha, hơn nữa ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, nghĩ thế nào chơi đều có thể a. Mã Giao Kỳ một cái giữ chặt Liễu Khương Tông Chí, nhưng người ta muốn không phải tiền, nhân gia muốn ngươi nha. Ngươi mỗi một lần đều là len lén tới, mỗi lần ly khai cũng muốn giỏi hơn mấy tháng mới có thể gặp mặt, dựa vào cái gì nha? Rõ ràng ngươi mới là Khương gia gia chủ, ngươi ở đây sợ cái gì? Khương Tông Chí cười khổ một tiếng. Tiểu mỹ nhân của ta, ta sợ cái gì ngươi lại không biết? Hiện tại ta tuy là trên mặt nổi là chủ nhà họ Khương, nhưng Khương gia đáng giá nhất hai cái khối, một cái ở tỷ tỷ của ta trên tay, một người ở lão bà của ta trên tay. V-series cùng động vật rừng rậm, hai cái này kiếm lợi nhiều nhất địa phương, bị hai nữ nhân vững vàng điều khiển, ta đây cái nhà chủ cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Mã Giao Kỳ lạnh rên một tiếng, ngươi làm sao như thế uất ức? Phải hay không phải nam nhân a? Liền không thể đem hai cái khối cướp về sao? Khương Tông Chí không nói chuyện. Lời như vậy cũng không phải là nói lung tung, nếu như thật động thủ, tuyệt đối là xảy ra đại sự. Tuy là Khương Tông Chí là chủ nhà họ Khương, thế nhưng, mạch máu kinh tế bị tỷ tỷ cùng lão bà phân biệt nắm trong tay, coi như là hắn, cũng không dám đối với hai nữ nhân kia động thủ. Trước đây cha hắn quản gia chủ truyền xuống thời điểm, chính là biết Khương Tông Chí tính cách, sợ hắn đem Khương gia làm hỏng, chỉ có đặc biệt gánh vác quyền lực, lẫn nhau ngăn được. Điều này làm cho Khương Tông Chí rất khó chịu. Bất quá! Khương Tông Chí cười lạnh nói, yên tâm đi. Ta đã làm xong toàn cục quyết định. A hát, Mã Giao Kỳ hỏi, tính toán gì a? Khương Tông Chí đâm một cái Mã Giao Kỳ mũi, loại sự tình này ta làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, lúc này đây trở lại kinh thành, ta sẽ đem hai nữ nhân kia đều giải quyết rơi. Khương gia mạch máu kinh tế, chỉ có thể nắm giữ ở gia chủ trong tay. Sau đó, ta liền đem ngươi tiếp đi kinh thành, cưới hỏi đàng hoàng. Đương gia chủ phu nhân. Mã Giao Kỳ trong lòng mừng như điên. Đợi hai năm rồi, cuối cùng là đến khi động thủ lúc, chỉ cần lộng suy sụp Văn Vân Chi, Khương Lị hai cái đàn bà thúi, về sau nàng chính là gia chủ phu nhân, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn không dùng trốn trốn tránh tránh. Một chữ, thoải mái. Nàng dùng sức ở Khương Tông Chí trên mặt của hôn một cái, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Ha 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 ha, tới. Mỹ nhân, hương một cái. Một nam một nữ, chữ nho nhỏ bên trong bao xương, làm người ta xấu hổ sự tình. Ngày kế, mặt trời chói chang. Khương Tông Chí ngồi xe riêng trở lại Liễu Khương gia lão tòa nhà, bên người theo một cái mặc Âu phục nam tử trẻ tuổi, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Vừa đi vào biệt thự, liền thấy Khương Lị cùng Văn Vân Chi hai người ở nói chuyện phiếm. Khi nhìn đến Khương Tông Chí sau đó, Văn Vân Chi trên mặt liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng đã hơn một tháng không nhìn thấy trượng phu của mình rồi, vui vẻ nguy. Đặc biệt vừa mới nàng vẫn còn ở cùng Khương Lị nói, chuẩn bị cấp cho Khương Tông Chí sinh một cái bảo bảo, nhìn có cái gì. Không tốt trị liệu thủ đoạn. Lão công, người đã về rồi. Văn Vân Chi vui vẻ từ trên ghế salon đứng lên, tiểu bào đi tới Khương Tông Chí trước mặt, giang hai cánh tay liền muốn ôm Khương Tông Chí. Ở nàng còn trẻ thời điểm, mỗi lần Khương Tông Chí về nhà đều sẽ ôm nàng.
thời điểm đó Văn Vân Chi cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng nàng sai quên đi một việc, đó chính là lúc này không giống ngày xưa, Khương Tông Chí không phải ban đầu Khương Tông Chí, Văn Vân Chi càng không phải là nguyên lai Văn Vân Chi. Văn Vân Chi lão liễu, trên mặt đều là nếp nhăn. Một cái hơn 40 tuổi sắp 50 tuổi, lão bà, đã hoàn toàn đả động không phải liễu Khương Tông Chí tâm, vừa nhìn thấy Văn Vân Chi giang hai tay ra muốn ôm chính mình, Khương Tông Chí cũng cảm giác ác tâm. Cảm giác kia, giống như là ăn quá thời hạn bánh bích quy giống nhau, rất muốn thổ. 3. Khương Tông Chí chẳng những không có ôm Văn Vân Chi, thậm chí trực tiếp giơ tay lên cho nàng một cái lỗ tai to quát tử. Một tát này khiến Văn Vân Chi cả người đều mộng vòng. Có ý tứ. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúng túng nhìn Khương Tông Chí. Ngươi đánh ta. Văn Vân Chi lấy tay bụng mặt, tức giận truyền hình trực tiếp run rẩy. Đánh chính là ngươi, tiện nhân. Đối mặt Khương Tông Chí chỉ trích, Văn Vân Chi hoàn toàn bất minh sở dĩ, mình rốt cuộc làm cái gì, lại chọc cho Khương Tông Chí mất hứng. Khương Lị cũng lên đến đây nói rằng, làm sao về nhà một lần liền dùm beng cái a. Được rồi, tất cả mọi người yên tĩnh một chút, không nên ồn ào. Nàng cũng không còn nghĩ đến sẽ như thế xấu hổ. Mặc dù biết vợ chồng bọn họ hai cảm tình nguy cơ đã khá là nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới Khương Tông Chí trở lại một cái thì cho cái lỗ tai to quát tử, thật là làm cho người ta muốn không đến đài rồi. Chỉ nghe Khương Tông Chí nói rằng, tỷ, nơi đây đối với ngươi chuyện, ngươi đi giúp ngươi, ta muốn cùng tiện nhân này tính toán rõ ràng sở sổ sách. Văn Vân Chí tức giận thẳng hừ hừ, nàng chỉ vào Khương Tông Chí nói rằng, ngươi mở miệng một tiếng, tiện nhân, đến cùng ta đã làm sai điều gì, ngươi muốn như thế mắng ta. Đã làm sai điều gì? Chính ngươi xem. Khương Tông Chí từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, trực tiếp lắc tại rồi trên bàn trà, phong thư mở ra, bên trong ảnh chụp tản mát đi ra. Văn Vân Chi cúi đầu cầm lên xem. Chỉ thấy trong tấm ảnh toàn bộ đều là Văn Vân Chi cùng một người đàn ông ám muội ảnh chụp. Cùng nhau ăn cơm, bơi chung chơi, cùng nhau xem chiếu bóng, cùng nhau cho chó ăn cẩu, quan hệ của hai người tốt không được dáng vẻ. Văn Vân Chi sửng sốt một chút, nói rằng, không phải, Tông Chí ngươi có ý tứ. Hoài nghi ta quá trớn sao? Người này ngươi biết à, hắn là ngươi tự mình cam kết tới bảo Tiêu Nguyên Dương, bảo hộ ta an toàn. Bình thường theo ta một tấc cũng không rời, cũng là sợ ta gặp chuyện không may, điều này có thể tính là cái gì rồi? Ha ha, còn dám nói xạo, ngươi tiếp tục xem à. Khương Tông Chí nói rằng, Văn Vân Chi tiếp tục xem những hình kia. Ngay từ đầu ảnh chụp coi như bình thường, thế nhưng càng về sau lại càng thân mật. Ở rất nhiều trong hình, nàng cùng Nguyên Dương hai người đầu đều tiến tới cùng nhau, biểu hiện ra phi thường ân ái dáng vẻ. Cái này, Văn Vân Chi có nỗi khổ không nói được, kỳ thực những hình ảnh này đều là chụp hình, tình huống thật căn bản không phải trong hình dáng vẻ. Nàng loại tính cách này, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sau đó có người như vậy chủng chuyện làm luận án. Như vậy ảnh chụp còn rất nhiều. Văn Vân Chi không mở nổi, trực tiếp đem ảnh chụp vứt trên mặt đất, nổi giận nói, đây đều là người khác chụp lén, chụp hình, rất nhiều trong nháy mắt đều là hiểu lầm, tình huống hiện thật căn bản không phải như vậy. Khương Tông Chí, xin ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, ta thân phận gì, khả năng cùng một cái bảo tiêu sằng bậy sao? Khương Tông Chí lạnh rên một tiếng, giả bộ còn rất giống như a, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhìn đây là cái gì? Hắn lại lấy ra vài tấm hình. Cái này vài tấm hình khả năng liền nguy rồi, toàn bộ đều là diễm chiếu. Trong tấm ảnh có thể thấy rõ ràng một nam một nữ sao sao quấn qua cùng một chỗ, nam chính là Nguyên Dương, nữ còn lại là Văn Vân Chi. Văn Vân Chi chứng kiến sau đó đều mộng ép. Nàng có thể vỗ bộ ngực nói khẳng định, mình tuyệt đối chưa cùng Nguyên Dương sằng bậy qua, nhưng những hình này lại là chuyện gì xảy ra? Nàng trợn tròn mắt. Trong hình nữ nhân kia, rõ ràng chính là chính mình không sai à. Như vậy miệng, y phục kia, tất cả đều là chính mình. Vậy làm sao giải thích? Khương Lị cũng nhìn thấy ảnh chụp, hách liễu nhất đại khiêu, nhưng mấy ngày nay nàng cùng Văn Vân Chi cùng một chỗ, rõ ràng Văn Vân Chi đều ở đây làm cái gì, tuyệt đối không tin Văn Vân Chi sẽ làm ra như thế chuyện khác người tình. Nàng liền vội vàng nói, đệ đệ. Ta vẫn cùng Vân Chi cùng một chỗ,
có thể đảm bảo nàng tuyệt đối không có cùng Nguyên Dương sằng bậy. Không có, Khương Tông Chí chỉ vào ảnh chụp nói rằng, lão kia tỷ ngươi giải thích cho ta một cái, những hình này là thế nào, chuyện gì xảy ra? Cái này, Khương Lị nói rằng, nhất định là PS, nhất định là giả. Ha ha, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Khương Tông Chí quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đẹp trai Tây Trang thanh niên nhân. Người trẻ tuổi kia ngầm hiểu, một bên mở túi công văn ra vừa nói, ta là Khương gia chủ mời luật sư riêng Uông Đồng, có quan hệ ảnh chụp là thật hay giả vấn đề, ta đã tìm chuyên môn giám định cơ cấu tiến hành qua kiên định, toàn bộ đều là chân thực ảnh chụp, không PS phết tích, nơi này là kiên định thư. Uông Đồng đem giám định thư đưa cho Liễu Khương Lô Ly. Khương Lị mở ra nhìn kỹ, quả thực, có quan hệ cơ cấu tiến hành qua cặn kẽ kiên định, bảo đảm ảnh chụp đích thực thật tính, không phải PS. Cái này giải thích thế nào? Uông Đồng còn nói thêm, nếu như các người vẫn là hoài nghi ảnh chụp đích thực thật tính, không quan hệ, có thể mang đi trong đó mấy tờ, chúng ta cùng nhau lại đi nghiệm chứng. Cũng dám nói như vậy, đây tuyệt đối là có nắm chắc có thể khẳng định ảnh chụp đích thực thật tính. Hiện tại, đến phiên Khương Lị hết chỗ nói rồi. Nếu như ảnh chụp là thật, vậy ý nghĩa? Nàng không dám tin nhìn Văn Vân Chi, nói rằng, đệ muội. Ta biết ngươi rất cô độc, nhưng ngươi lại cô độc, cũng không thể làm ra loại này có thương tích phong hóa sự tình tới a. Văn Vân Chi nước mắt rớt xuống, cầm niếc ngậm bồ hòn mà im có nỗi khổ không nói được. Nàng một bên khóc vừa nói tỉ, không phải, ta thật không có. Ta cho tới bây giờ cũng không có cùng Nguyên Dương từng có bất luận cái gì cầu thả sự tình, trong lòng ta chỉ có thạch triều rộng a. Khương Tông Chí vừa nghe, càng thêm giận không kềm được. Hắn dùng tay chỉ Văn Vân Chi mũi, nổi giận nói, hảo một cái thấp hèn hàng, không riêng cùng Bảo Tiêu ngầm làm loạn, còn cùng tội phạm chồng trước câu kết làm bậy, kéo không rõ ràng lắm, người cái này đồ đê tiện, chờ đấy bị khởi tố a. Văn Vân Chi khóc không thành tiếng, nhiều năm như vậy không chiếm được chồng yêu cũng cho qua, kết quả còn bị nói xấu cùng Bảo Tiêu có một chân, việc này đến đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt là, còn bị vỗ tới ảnh chụp. Không thể nào chống chế. Văn Vân Chi chính mình cũng không biết những hình này là thế nào đánh ra. Trong hình người rõ ràng chính là chính mình, nhưng mình chưa từng có cùng Bảo Tiêu cầu thả qua a. Càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Khương Lị tuy là cũng hiểu được Văn Vân Chi khả năng không lớn làm ra như thế hoang đường sự tình, nhưng sự thực đặt trước mắt, không thể không tin. Cuối cùng, Khương Tông Chí nói rằng, Văn Vân Chi, ngươi sẽ chờ bị đuổi ra khỏi nhà a. Sau đó hắn mang theo luật sư Uông Đồng ly khai hiện trường. Văn Vân Chi đặt mông ngồi sập xuống đất, khóc ròng ròng, Khương Lị cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Bất quá biên an ủi trọng yếu hơn chính là một chuyện khác quyền lực. Căn cứ Khương gia gia quy, một ngày Văn Vân Chi làm ra phản bội chuyện của gia chủ. Là muốn lau ra nhà, Văn Vân Chi sở trưởng quản động vật rừng rậm, cũng sẽ rơi vào Khương Tông Chí trong tay. Lúc đầu ba phần quyền lực lập tức đại phúc độ tập trung ở Khương Tông Chí trong tay. Cái này, bình thường sao? Khương Lị càng nghĩ càng không đúng tinh thần, luôn cảm giác phương diện này hữu cơ quan tính toán, nhưng trong chốc lát cũng phi tiêu chứng cứ. Không thể tùy tiện nói lung tung. Vì để tránh cho Khương gia nội loạn, hiện tại là tối trọng yếu chính là ổn định Văn Vân Chi. Khương Lị nói rằng, để mỗi người trước không nên quá thương tâm, tình huống hiện tại. Lại thương tâm khổ sở cũng không tế với sự tình, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp biết rõ ràng chân tướng của chuyện. Nếu như ngươi chưa cùng Bảo Tiêu Nguyên Dương làm loạn, những hình kia lại là làm sao tới? Điểm này, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Văn Vân Chi ngay lập tức sẽ tỉnh ngộ lại, đối với, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nàng ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài, không nói hai lời. Trực tiếp lái xe tiến đến Bảo Tiêu Nguyên Dương chỗ ở. Vừa đến địa điểm liền đạp cửa mà vào. Nguyên Dương đang ở nhà làm cơm, bị xông vào Văn Vân Chi hách liễu nhất đại khiêu. Vừa mới chuẩn bị động thủ, khi nhìn rõ sở người tới sau đó, không khỏi kinh ngạc hỏi, Văn Phu Nhân, ngài làm sao sẽ tới ta chỗ này? Văn Vân Chi chất vấn, Nguyên Dương, những hình kia là chuyện gì xảy ra? Còn giả bộ, chính là Khương Tông Chí những hình kia. Này ngươi, ngươi theo ta, cái loại này ảnh chụp. Văn Vân Chi cũng không biết nên nói như thế nào chỉ có tương đối thích hợp,
Nguyên Dương sau khi nghe xong, lập tức biến sắc, thở dài nói rằng, ai, văn phu nhân, giấy là không gói được lửa, ảnh chụp sự tình ta đã biết. Không có biện pháp, chúng ta tầng quan hệ này muốn không bị người phát hiện cũng khó. Cái gì gọi là, chúng ta tầng quan hệ này, nói cái gì đó? Văn Vân Chi chỉ vào hắn mắng, ngươi nói bậy gì đây? Ta với ngươi có một giám quan hệ a. Nguyên Dương giang tay ra, văn phu nhân, nơi đây vừa không có người khác. Ngươi giả trang cái gì rồi? Chúng ta loại này không bình thường quan hệ là sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, ai, nhận đi. Nhận thức cái gì nhận thức? Văn Vân Chi quả thực muốn ói. Nàng cùng Nguyên Dương có một giám quan hệ a? Chẳng lẽ là mình mất trí nhớ? Nguyên Dương, ngươi. Nguyên Dương lắc đầu, văn phu nhân, việc đã đến nước này. Ngươi không muốn từ chối. Nói xong, hắn xoay người vào buồng trong. Văn Vân Chi tức giận nắm lên trên bàn uống trà cái chén, hung hăng nện ở trên tường, chửi ầm lên, Nguyên Dương ngươi một cái vương bát đản, ta mong ước ngươi chết không yên lành. Nàng lại đánh đập một trận, cuối cùng xoay người rời đi. Buồng trong, Nguyên Dương lộ ra hèn mọn xảo trá biểu tình. Lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn ngắn, giải quyết. Một ngày sau, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, chủ tịch phòng làm việc. Đang cùng Văn Vân Chi náo bẻ sau đó, Giang Sách kế hoạch hành động cũng nhận được một cái định ảnh vang, không thể không một lần nữa bộ thự đối phó Đàm ra kế hoạch. Giang Sách ngồi ở ghế trên, xử lý công ty tương quan công việc. Bỗng nhiên cửa mở ra, bí thư Miêu Đồng ôm máy vi tính xách tay hưng phấn chạy vào. Giang Đồng, tin tức lớn. Nàng đang nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra không thể ức chế nụ cười. Cái gì tin tức lớn a, để cho ngươi cao hứng đến cái dạng này? Giang Sách thuận miệng hỏi. Cái kia Văn Vân Chi, nàng đã xảy ra chuyện. Ân. Giang Sách có chút ngoài ý muốn. Văn Vân Chi thân phận địa vị như vậy cao thượng, sao lại thế ra đại sự? Cụ thể nói một chút. Giang Sách để trong tay xuống việc. Đối với Văn Vân Chi sự tình cũng cảm thấy hiếu kỳ. Giang Đồng, cũng là ngươi tự xem a. Miêu Đồng đem máy vi tính xách tay đặt ở Giang Sách trên bàn. Giang Sách đem tin tức từng cái mở ra xem càng kinh ngạc, báo cáo tin tức cư nhiên công bố Văn Vân Chi cùng Bảo Tiêu Thông Đồng cùng một chỗ, đã bị Khương Tông Chí khởi tố. Một ngày khởi tố thành công, như vậy căn cứ pháp luật pháp quy cùng với Khương gia gia quy, Văn Vân Chi nhưng là phải lau ra nhà. Cái này quá đáng sợ. Khương gia mạch máu kinh tế động vật rừng rậm, rất có thể sẽ rơi vào Khương Tông Chí trong tay. Giang Sách dựa vào ghế trên lưng, trầm mặc không nói. Miêu Đồng hiếu kỳ hỏi, Giang Đồng, thế nào thấy ngươi không cao hứng lắm bộ dạng a? Cái này Văn Vân Chi trước làm hại ngươi đi bót cảnh sát đi một chuyến. Bẫy ta nhóm hơn 10 triệu, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, thực sự là lão thiên gia có mắt. Đây là chuyện tốt sao? Không cần thiết. Giang Sách nói rằng, tuy là ta theo Văn Vân Chi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối với tính cách của nàng vẫn có hiểu biết. Người nữ nhân này, tuyệt đối không phải cái loại này biết phía sau trộm nhân nữ nhân, nàng cũng sẽ không mạo hiểm lao ra nhà nguy hiểm, cùng một cái bảo tiêu câu kết làm bậy. Trong này khẳng định có luận án. Miêu Đồng nhún vai, quản hắn có cái gì luận án, nói chung Văn Vân Chi có phiền phức chính là chuyện tốt. Ai bảo nàng cả chúng ta kia mà. Giang Sách mỉm cười lắc đầu. Văn Vân Chi gặp rủi ro, đối với Giang Sách mà nói có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Hiện tại hết thảy đều khó nói. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lại lặp lại duyệt đọc một lần luận án, trong đầu không ngừng tính toán trong đó lợi và hại. Đột nhiên, Giang Sách hai mắt sáng ngời, nói rằng, đi thông chi thiên hạt, làm cho hắn đang âm thầm bảo hộ Khương Lị. A, Miêu Đồng có chút ngoài ý muốn, hỏi, Khương Lị cần bảo hộ sao? Nàng mỗi lần xuất môn đều là một đống bảo tiêu bên người. Hơn nữa nàng cũng không còn cái gì đối thủ một mất một còn. Giang Sách không có giải thích thêm, người đi làm là được rồi. A hát, Miêu Đồng xoay người rời đi, tìm Thiên Hạt an bài bảo vệ sự tình. Giang Sách ngồi ở phòng trong tự lẩm bẩm, Khương Tông Chí trở lại một cái mượn dưới Văn Vân Chi. Nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp sẽ đối phó Khương Lị rồi. Khương Lị không giống Văn Vân Chi, nàng làm việc cẩn thận, không có bất kỳ nhược điểm, đối phó loại nữ nhân này, nhanh nhất tiện lợi nhất thủ đoạn chính là ám sát.
Giang Sách nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bất an. Khương Lị không riêng gì hắn cùng Khương gia sau cùng đồng bạn hợp tác, càng là Giang Sách tốt bằng hữu, hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến Khương Lị gặp chuyện không may. Thiên, từ từ ảm đạm xuống. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, không quá lâu ngày, nước mưa tích tích lịch lịch rơi xuống. Kinh thành Khương gia một hồi sóng gió lớn, đang ở lặng yên không tiếng động tiến hành. Kinh thành, Khương Châu tập đoàn đại lâu văn phòng tầng chót. Tập đoàn chủ tịch Khương Tông Chí với hắn luật sư riêng Uông Đồng cùng nhau đứng ở to lớn cửa sổ chạm sàn trước, một người một cây xì gà, quất bất diệt nhạc hồ. Khương Tông Chí hỏi, khởi tố sự tình thế nào? Phi thường thuận lợi, Uông Đồng nói rằng, tất cả chứng cứ ta đều đã chuẩn bị xong, luật sư đoàn đã ở cùng pháp viện đi trình tự, tin tưởng rất nhanh thì có thể bắt Văn Vân Chi. Đến lúc đó, ngài là có thể quăng nàng, để cho nàng triệt để lau ra nhà. Khương Tông Chí thật cao hứng. Cái này không để cho mình thoải mái rất lâu nữ nhân, cuối cùng cũng có thể dọn dẹp sạch. Hắn hút một hơi xì gà, nói rằng, đều tại ta năm đó còn quá trẻ, bị người nữ nhân này mỹ sắc cấp cho, cưới nàng trả lại cho làm nhà giữa. Hết lần này tới lần khác cha ta còn đặc biệt coi trọng nàng, để cho nàng phân đi nhà của ta chủ quyền lực, làm cái gì ba phần quyền lực, lẫn nhau ngăn được. Làm hại ta đây sao nhiều năm cũng không cách nào ngồi vững vàng đương gia chủ vị trí. Uông Đồng cười cười, nói rằng, Khương Tổng, hiện nay, lịch sử tính vấn đề lại lần nữa xuất hiện, ngài có thể ngàn vạn lần chớ lại bị nữ sắc cho mê hoặc nha. Ngươi là nói Mã Giao Kỳ. Khương Tông Chí phốc suy vui vẻ, yên tâm, ta theo nàng chính là vui đùa một chút. Nữ nhân kia còn muốn làm ta nhà giữa. Phi, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một cái không biết bị bao nhiêu người chơi qua mặt hàng, nếu không phải là dáng dấp quá sức, ta đều không nhất định cam tâm tình nguyện chơi nàng. Chờ ta ngoạn cú liễu, lập tức quăng. Đối với bây giờ Khương Tông Chí mà nói, đã sớm đối với nữ nhân đã không có cảm tình. Hắn sẽ không nữa đối bất kỳ nữ nhân nào trả giá thật tình. Lại nói tiếp, Văn Vân Chi coi như là may mắn, bởi vì Văn Vân Chi là người cuối cùng có thể để cho Khương Tông Chí còn trả giá một điểm thật lòng nữ nhân. Những nữ nhân khác, cũng chỉ là Khương Tông Chí đồ chơi mà thôi. Chơi xong liền bỏ rơi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận nữ nhân nhìn chúng là Khương Tông Chí tiền, chỉ cần có thể bắt được tiền, hết thảy đều không sao cả, cũng không có vài cái biết vọng tưởng thực sự gả cho Khương Tông Chí. Ngoại trừ Mã Giao Kỳ. Được rồi, Khương Tổng, tỷ tỷ ngươi Khương Lị bên kia, định làm như thế nào? Uông Đồng chăm chú nhìn Khương Tông Chí. Khương Tông Chí hít thở sâu một hơi, nói rằng, ta đây cái lão tỷ, cẩn thận chặt chẽ, lá cây ngã xuống đều sợ đập vào đầu, bình thường chưa bao giờ biết làm bất luận cái gì chuyện khác người tình, muốn bắt được của nàng bất luận cái gì một điểm nhược điểm, đều khó khăn với lên trời. Uông Đồng hỏi, na Khương Tổng ngươi tính buông tha, kỳ thực, chỉ cần có được Văn Vân Chi động vật rừng rậm, Khương gia trên cơ bản chính là ngài định đoạt. Khương Tông Chí lắc đầu. Không được. V series không phải thu vào tay, ta đây cái nhà chủ an vị không an ổn. Ta sẽ không nguyện ý quyền lực của mình, bị người khác chia sẻ. Thật giống như giường của ta trước nằm một con hổ giống nhau, sẽ làm ta ngủ không an ổn. Trầm mặc khoảng khắc, Khương Tông Chí nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mây đen rậm rạp, mưa rào xối xả, toàn bộ đất trời đều bao phủ ở mưa rầm trong. Khương Tông Chí tâm, cũng theo mảnh này mưa to. Âm lãnh đứng lên. Hắn nhẹ giọng nói, nuôi binh nghìn ngày, Uông Đồng a, ta để cho ngươi nuôi đám kia lang, có thể phóng xuất mịch thực. Uông Đồng thần sắc đổi đổi. Hắn một lần cuối cùng xác nhận nói, Khương Tổng, nhất định phải thả lang sao? Khương Lị nhưng là ngài thân tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ. Ha ha. Khương Tông Chí khinh thường nói, Khương gia chỉ có thể có một gia chủ, Khương gia quyền lực cũng chỉ có thể nắm giữ ở gia chủ trong tay. Nàng, đi quá giới hạn quyền lực, chết tiệt. Hiểu. Uông Đồng không có lại nói bất luận cái gì một câu nói, trực tiếp xoay người rời đi. Dưới bầu trời lấy mưa, một chiếc hắc sắc xe con ở trong mưa xuyên qua, ngồi trên xe Khương Lị cùng với của nàng hai cái bảo tiêu. Khương Lị là một khá là cẩn thận nhân, mỗi một lần xuất môn, bên người chí ít đều sẽ mang theo hai gã bảo tiêu, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng ngồi trên xe. Nhẹ nhàng tựa ở chỗ tựa lưng trên, trong đầu phiền não rất.
Cùng lúc nàng vì Văn Vân Chi cảm thấy lo lắng, về phương diện khác cũng đối với chính mình đệ đệ cảm thấy sợ. Nàng hiểu rất rõ chính hắn một đệ đệ. Cũng chính bởi vì hiểu rất rõ, cho nên mới phải càng thêm sợ. Nhớ kỹ khi còn bé có một lần Khương Lị ăn một khối thuộc về Khương Tông Chí bánh bích quy, kết quả vào lúc ban đêm, Khương Tông Chí đem một lon bánh bích quy bột phấn ngã vào Khương Lị trên giường, còn dùng con kiến đi cắn nàng. Khí lượng nhỏ hẹp, thuộc về hắn nhất định phải bắt vào tay, đây chính là Khương Tông Chí. Cho nên, Khương Lị luôn cảm thấy Văn Vân Chi hiện tại gặp tất cả, nhất định cùng Khương Tông Chí thoát không khỏi liên quan, thậm chí là Khương Tông Chí ở sau lưng mưu đồ. Vấn đề là, không có chứng cứ. Đệ đệ a, người không nên đem sự tình làm quá tuyệt. Khương Lị tự lẩm bẩm nói rằng, xe lái rời chủ kiền đạo, ở rừng rậm trên đường nhỏ hành xử, hướng phía Khương Lị ra lái đi. Con đường này, là đường phải đi qua. Càng mưa càng lớn, bùm bùm đánh vào trên thủy tinh xe, tài xế nhấn cần gạt nước khí, đem chiếc xe thủy tinh lên nước mưa cho rạch ra. Mở ra, đột nhiên, tài xế một cước chân ga đạp xuống tới. Khương Lị thiếu chút nữa đầu đụng vào ghế trên, nổi giận nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không lái xe? Muốn ta đuổi việc ngươi sao? Lúc đầu tâm tình cũng rất không tốt nàng, lúc này là thật có điểm nóng này. Tài xế vội vàng nói, không phải, Khương nữ sĩ, phía trước có một chiếc xe chặn lối đi. Xe! Khương Lị phi thường nghi hoặc, con đường này là đi thông nàng ở biệt thự, có thể nói phía trước chỉ có nàng một nhà, ngoại trừ nàng chiếc xe này ở ngoài, không nên còn có xe khác nữa à? Tại sao có thể có xe vô duyên vô cớ đứng ở trên con đường này? Khương Lị đem đầu oai qua đây hướng phía trước nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một chiếc tiểu xe vận tải dừng ở giữa đường, hàng Satiki ở xe bánh sau bên kia đảo cổ, tựa hồ là xe xảy ra vấn đề gì. Xuống phía dưới hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là, tài xế mở cửa xe đi qua kiểm tra tình huống, Khương Lị một lần nữa dựa vào ghế trên lưng, tâm tình phiền táo không ngớt, vốn cũng không phải là quá thuận lợi. Hết lần này tới lần khác còn gặp được xui xẻo như vậy sự tình. Không biết tại sao có thể có xe vận tải lái tới nơi này, mình cũng không có mua cái gì đồ đạc a. Không đúng. Khương Lị Na cẩn thận dè đặt tính cách để cho nàng trở nên nhạy cảm đứng lên, nàng đột nhiên thẳng người lên hướng phía tài xế nhìn lại, con ngươi trừng lớn, một chi tiết cũng không buông tha. Sau đó, nàng liền thấy tài xế của mình cùng Na hàng Satiki tại nói chuyện. Khương Lị phi thường bén nhạy phát hiện một chi tiết hàng Satiki tay nắm cửa đặt ở trong túi quần, sau đó nhanh chóng móc ra. Móc ra thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm. Cẩn thận! Khương Lị sợ đến hô to một tiếng, thế nhưng thanh âm của nàng căn bản không truyền tới tài xế trong lỗ tai, mưa bên ngoài tiếng thật sự là quá, cộng thêm hàng Satiki tốc độ xuất thủ rất nhanh, một cái liền đâm vào tài xế ngực. Ngắn ngủi 2 giây thời gian. Tài xế gục ở tại trong vũng máu, đi đời nhà ma. Tiếp lấy, liền thấy Na hàng Satiki cầm dao găm hướng phía xe đã đi tới, Na hung ác ánh mắt, giống như là một sói đói, khủng bố không ngớt. Khương nữ sĩ, đi mau. Trên xe 2 gã bảo tiêu phát giác không đúng, vừa định muốn đi lái xe, liền từ bên cạnh rừng cây lao tới một danh nam tử, một cái liền mở ra cửa xe, đem xe chìa khóa cho nhổ. Xe, đừng nghĩ lái đi. Bảo tiêu mở cửa xe, yểm hộ Khương Lị chạy trốn. Con đường phía trước đã bị lấp kín, muốn về nhà đã là không có khả năng, Khương Lị chỉ có thể trở về chạy. 2 cái bảo tiêu cho nàng đoạn hậu. Khương Lị sợ đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng vừa chạy vừa móc ra điện thoại di động muốn gọi 110 báo nguy, kết quả bởi nước mưa thật sự là quá, nàng căn bản là kích thích không được chữ số. Đúng lúc này, nghe được phía sau truyền đến 2 tiếng thê lương tiếng gào. Khương Lị nhìn lại, của nàng 2 gã bảo tiêu đều đã ngã xuống trong vũng máu, phía sau của nàng đã xuất hiện 4-5 danh nam tử, từng cái trong tay đều nắm dao găm, ánh mắt hung ác. Giống như là một bầy dã lang, nhìn chăm chú vào Khương Lị một cái này con cừu nhỏ. Ngày hôm nay muốn chạy, sợ là khó khăn. 2 tên cận vệ kia thực lực đều là rất mạnh, nhưng cũng không có chống đỡ được 10S. Đủ để chứng minh bọn sói này uy lực mạnh bao nhiêu. Khương Lị một cái nhu nhược nữ tử, như thế nào khả năng chạy thoát? Quả nhiên, Khương Lị chạy,
chứng kiến phía trước xuất hiện mấy danh nam tử, vốn đang tưởng người qua đường, Khương Lị cao hứng đi tới tìm kiếm trợ giúp. Thế nhưng, khi nàng đi tới trước mặt thời điểm mới kinh ngạc phát hiện, nam ấy danh nam tử theo phía sau đuổi kịp người của nàng giống nhau, mỗi một người đều mắt lộ ra hung quang. Bọn họ, là một phe. Trước sau đều bị lấp kín, Khương Lị muốn chạy đều chạy không thoát. Nàng lảo đảo một cái, té ngã ở tại trên đường. Cẩn thận như vậy Khương Lị, cũng không có nghĩ đến lại có thể có người sẽ vì đối phó nàng, mà làm đến mức độ như thế. Trong lòng nàng kỳ thực đã biết muốn giết người của nàng là ai. Dù sao, Khương Lị cũng không có đắc tội qua bao nhiêu người, hơn nữa, biết Khương Lị cụ thể hành tung cùng với rõ ràng Khương Lị về nhà vị trí cụ thể, cũng chỉ có một người. Của nàng thân đệ đệ Khương Tông Chí. Tông Chí, ngươi thực sự tuyệt tình như vậy sao? Ngay cả thân tỷ tỷ đều giết. Kỳ thực, Khương Tông Chí lúc này đây trở về, chính là muốn giải quyết hết Văn Vân Chi, Khương Lị hai nữ nhân này, có thể sử dụng tính toán đối phó, hay dùng tính toán đối phó, không có cách nào đối phó liền trực tiếp ám sát chết. Khương Lị chỉ cần chết, như vậy trong tay nàng V-Seri, là thuộc về Khương Tông Chí rồi. Văn Vân Chi lau ra nhà, Khương Lị tử vong. Cứ như vậy, Khương gia ba phần quyền lực, sẽ toàn bộ xếp vào Khương Tông Chí tay của một người trên, hắn đúng là Khương gia chủ nhân chân chính. Tính toán phi thường tốt. Khương Lị nước mắt chảy ra, không biết là thương tâm vẫn là sợ hãi, thời khắc này nàng, đã không có cơ hội sống sót. Một danh nam tử đi tới Khương Lị trước mặt. Hắn yên lặng quất ra dao găm, không nói câu nào, bay thẳng đến Khương Lị cổ đã đâm tới. Lúc này, liền nghe được vèo một tiếng, mặt khác một cây chủy thủ phá không đâm tới, đem nam tử kia tay cho ghim đầu, dao găm rớt xuống đất. Khương Lị sửng sốt một chút. Đây là có người đến cứu nàng rồi không? Nàng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong mưa lớn, hai bó ngọn đèn chiếu xạ mà đến. Ung ung xe Minh Thanh. Theo sát mà, liền thấy một chiếc xe máy chạy như bay tới, trên xe, là một gã trung tóc dài nam tử, lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Người này, chính là 12 Hoàng Kim Thiên Hạt. Khương Lị mặc dù không biết Thiên Hạt, thế nhưng, nàng từ Thiên Hạt trên người cảm nhận được cùng Giang Sách một dạng khí chất. Điều này làm cho nàng từ trong tuyệt vọng thấy được hy vọng còn sống. Cứu ta, Khương Lị ở trong mưa hô. Xe máy liền dừng ở Khương Lị trước mặt, Thiên Hạt trực tiếp đi xuống xe, trong tay nắm một cây đoạn côn. Nếu như là thông thường cứu người, tuyệt đối là đem Khương Lị ôm lên xe, một cước chân ga trực tiếp từ nơi này đàn, lang, trong sông ra, nhưng Thiên Hạt không có. Hắn tuyển trạch đi hướng đám kia lang. Đoạn côn trong tay càng nắm càng chặt, bịch một tiếng, Thiên Hạt dưới bàn chân bỗng nhiên dùng sức, một cái liền nhảy tót lên rồi đối phương trong đám người. Lãnh ngạo, quái gở, quật cường. Thiên Hạt gậy gộc trực tiếp liền nện ở một người trong đó trên vai, trong nháy mắt bả vai chật khớp, theo sát mà gậy gộc lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nện ở trên đùi của hắn, xương đùi lập tức gãy. Thiên Hạt đoản côn lực lượng 10 phần, mỗi một cái đều đủ để chí mạng. Đám kia lang cũng không phải ngồi không, cùng nhau vào tới, từng thanh sắc bén dao găm hướng phía Thiên Hạt trên người đã đâm tới. Cái cổ, huyệt thái dương, trái tim, mỗi một đao cũng là muốn mạng. Nhưng Thiên Hạt tốc độ nhanh làm người ta không tưởng tượng nổi, nơi này mỗi một đao đều bị hắn hoàn mỹ tránh khỏi, nước mưa bay tán loạn, thiết khôn một cái quất vào đám kia lang trên người. Lấy một địch 10, anh dũng vô địch. Sốt cục, đám kia lang ý thức được không thích hợp, không thể lại như thế xuống phía dưới, sẽ bị Thiên Hạt một người toàn bộ cho đánh. Bọn họ khinh thường, lúc đầu cho rằng nhiều người khi dễ người thiếu, rồi hướng chính mình thân thủ có lòng tin. Cho rằng vài cái là có thể kết quả Thiên Hạt. Sau khi giao thủ mới phát hiện, chẳng những giết không chết Thiên Hạt, phe mình hầu như đều phải đoàn diệt. Đây chính là thực lực chênh lệch. Đồng dạng làm sát thủ, bọn sói này biết Thiên Hạt uy lực, tiếp tục đấu nữa phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bọn họ là để hoàn thành nhiệm vụ chưa xong, liền không thể trở về. Đừng để ý tới hắn, hoàn thành nhiệm vụ. Con chó sói ban bố mệnh lệnh. Sốt cục, hết thảy lang đều tỉnh ngộ lại, bọn họ không cần phải. Ở chỗ này cùng Thiên Hạt chết hao tổn, chỉ cần giết chết Khương Lị là được rồi, cho nên bọn họ nhao nhao buông tha Thiên Hạt,
quơ dao găm hướng phía Khương Lị vọt tới. Nhiều người như vậy, coi như là thiên hạt, cũng không nhất định có thể tới kịp cứu vớt. Thế nhưng, sẽ ở đó đoàn người chạy đến một nửa thời điểm, trong mưa truyền đến từng tiếng tiếng xé gió, theo sát mà, vài gốc mũi tên nhọn phá không bay tới, đem đám người kia chân toàn bộ bắn thủng. Không đến 3S võ thuật, một đám người liền toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu. Không chết, nhưng đánh mất năng lực hành động. Thiên hạt quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một người tráng hán hoảng hoảng du du đã đi tới, cười ha hả nói rằng, biết ta họ Gia Cát Liên nỗ uy lực a. Ha ha, là vũ khí đại sư Cán Cân Nghiêng. Hắn đi tới trước mặt nhìn trời hạt nói rằng, người nói ngươi, chỉ lo đánh lộn, ngay cả Khương nữ sĩ cũng không xía vào, thiếu chút nữa nhiệm vụ thất bại. Thiên hạt thu hồi đoạn côn, ta sẽ không thất bại. Hắn xoay người đi hướng Khương Lị, tự tay đem Khương Lị đỡ lên xe máy, lái đi xa. Uy, chờ ta một chút a. Cán Cân Nghiêng hướng phía thiên hạt làm một mặt quỷ, hoảng hoảng du du hướng phía cuối đường chạy đi. Trên bầu trời mưa, vẫn còn ở tích tích lịch lịch rơi xuống. Bọn sói này toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu, một cái cũng đứng không đứng dậy, không phải là bị đoạn côn cắt đứt chân, chính là bị cung tiễn bắn bị thương chân. Đi đều không đi được. Bọn họ biết, thiên hạt, Cán Cân Nghiêng là cố ý để lại bọn họ một mạng. Nếu không, bọn họ cũng sớm đã là chết người đi được. Con chó sói cố nén đau đớn từ trong lòng ngực móc ra một cái điện thoại di động, cho một cái số xa lạ gửi hai chữ thất bại. Thất bại, nhiệm vụ thất bại. Con chó sói nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại hạ chàng chỉ có một chết. Địch nhân không giết ngươi. Chính ngươi cũng không thể sống tạm. Con chó sói nằm trên mặt đất, đem dao găm trái lại nhắm ngay trong lòng chính mình, cuối cùng hít thở sâu một hơi, nhìn trên bầu trời tích tích lịch lịch mưa, bỗng nhiên dùng sức đâm. Dao găm không có vào trái tim, người, trong nháy mắt bị mất mạng. Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Khương Lị ở trên thiên hạt, Cán Cân Nghiêng đi cùng đi tới Giang Sách trước mặt, bây giờ Khương Lị bị nước mưa cho dính ướt. Còn từ tử môn quan đi về trước một cái tao, chưa tỉnh hồn. Giang Sách làm cho nữ phụ tá cho Khương Lị tắm rửa sạch sẽ sau, hai người ngồi ở Giang Sách tư nhân bên trong phòng làm việc, ngoại nhân cấm tiến nhập. Khương Lị thở ra một hơi dài, nhấp một hớp ấm áp trà, nói rằng cảm tạ. Giang Sách đạm nhiên nói rằng, ngươi biết là ai muốn mạng của ngươi. Khương Lị gật đầu, biết. Giang Sách thở dài. Nói rằng, Văn Vân Chi vừa ra sự tình, ta chỉ muốn đến ngươi khả năng cũng sẽ có sự tình. Khương gia quyền lực là ba phần, hai người các ngươi tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp Khương tông chí người gia chủ này địa vị. Khương Lị cười khổ nói, kỳ thực năm đó phụ thân đem V-series giao cho ta xử lý thời điểm, ta có cự tuyệt qua. Nhưng phụ thân hiểu rất rõ ta đây người em trai rồi, nếu như quyền lực toàn bộ đều tập trung ở trên tay hắn, sẽ bồi dưỡng thành một cái, bạo quân. Khương gia sẽ triệt để đi lên tuyệt lộ. Không nghĩ tới, hiện tại mặc dù là ba phần quyền lực, Khương tông chí cũng bước lên con đường cùng. Hãm hại Văn Vân Chi, ám sát thân tỷ tỷ, loại chuyện như vậy hắn cũng thực sự làm được a, quá tuyệt. Quyền lực là sẽ cho người mê thất, vì quyền lực mà huynh đệ nội đấu, phụ tử xung đột vũ trang sự tình cũng không hiếm thấy, Giang Sách cũng gặp nhiều lắm. Hắn nói rằng, hiện tại Khương tông chí nhất định khắp thế giới tìm ngươi, nếu như ngươi hiện thân nói sẽ vô cùng không an toàn, trước tiên ở ta chỗ này đợi hai ngày a. Khương Lị hỏi, đa tạ Giang Đồng. Dừng lại khoảng khắc, nàng còn nói thêm, chỉ là đáng thương Văn Vân Chi, nàng tuy là tính khí rất thúi, điêu ngoa tùy hứng, nhưng người chung quy phải không hư. Giang Đồng, ngươi có thể hay không cũng cứu một cái Văn Vân Chi. Đưa ra yêu cầu như vậy nhưng thật ra là cần can đảm, bởi vì Văn Vân Chi trước đây không lâu mới vừa hãm hại qua Giang Sách. Bất quá, Khương Lị dám nhắc tới yêu cầu như vậy, cũng là có nguyên nhân. Nếu như Giang Sách có thể cứu Văn Vân Chi, đó chính là, lấy ơn báo oán, phía trước các loại ân oán thì sẽ một bút thủ tiêu, thậm chí Văn Vân Chi còn có thể càng thêm liều mạng báo đáp Giang Sách. Đến lúc đó, Giang Sách cùng Khương gia liên hợp, mới thật sự là thành lập. Mà nếu như Giang Sách bỏ mặc không quan tâm, một ngày Văn Vân Chi quyền lực bị Khương tông chí cướp đi, na Giang Sách cùng Khương gia cơ bản sẽ không vai diễn. Giang Sách cùng Khương Lị quan hệ gần như vậy, Khương tông chí là tuyệt đối sẽ không theo Giang Sách hợp tác.
Vì chính nghĩa, cũng vì quyền lợi, Giang Sách hẳn là cứu Văn Vân Chi. Khương Lị là một nữ nhân thông minh, nàng xem thấu trong này quyền lợi gút mắt, mới dám như thế đối với Giang Sách nói, đương nhiên, đây cũng là cho Giang Sách một cái hạ bậc thang. Cho dù có lợi ích khu xử, cũng không thể nhượng Giang Sách chính mình chủ động nói ra cứu cửu nhân A. Đó cũng quá thật mất mặt rồi. Khương Lị nhiều năm như vậy không phải sống không, các mặt đều suy tính rất chu đáo. Giang Sách cũng là người thông minh. Nhân gia Khương Lị đều đã cho bậc thang, hắn cũng không có cần phải tiếp tục cương xuống phía dưới, cho Khương Lị một bộ mặt, cũng là cho mình thắng được lợi ích lớn hơn nữa. Ta nghe ngươi, Giang Sách nói rằng. Cảm tạ, Khương Lị mỉm cười trả lời. Giang Sách cũng cười cười, đứng dậy ý vị thâm trường nói rằng, phải nói cảm ơn là ta. Nói xong, hắn đi ra phòng làm việc. Nơi đây, giao cho Thiên Hạt, cán cân nghiêng thủ hộ, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần. Khương Châu Tập Đoàn, tầng chót. Bí thư riêng Uông Đồng cúi đầu đứng ở gia chủ Khương Tông Chí trước mặt. Hành động thất bại. Khương Tông Chí không dám tin nhìn trước mắt Uông Đồng, nắm tay mở lại nắm chặt, rất muốn cho Uông Đồng một cái lỗ tai to quát tử, nhưng là vừa hết sức khắc chế. Hắn còn cần Uông Đồng trợ giúp, thế nhưng, lần này thất bại quá làm cho hắn tức giận. Khương Tông Chí nói rằng, ngươi là làm ăn cái gì không biết. Một nhóm lớn người đối phó một cái tay không tấc sắt nữ nhân đều không đối phó được. Bên người nàng tổng cộng liền hai cái bảo tiêu cùng một người tài xế, rất khó giết sao. Uông Đồng hồi đáp, căn cứ truyền về tin tức, bảo tiêu cùng tài xế đều rất dễ giải quyết rớt. Vấn đề xuất hiện ở về sau hai người, thực lực siêu cường, người của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thực lực siêu cường, Khương Tông Chí không hiểu. Ngươi không phải nói người bồi dưỡng những sát thủ kia rất lợi hại phải không? Ta hàng năm đều phải ở tại bọn hắn trên người tốn hao hơn mấy triệu, kết quả là một việc đều không làm được. Uông Đồng trên mặt của có điểm không nhịn được. Hắn bồi dưỡng những người đó kỳ thực đã rất lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ, từng cái đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, nhưng chính là đám này tên lợi hại, vẫn thua rồi. Hơn nữa, còn thua ở vẻn vẹn hai người trên tay. Hai người kia rốt cuộc là người nào? Khương Lị mới thuê bảo tiêu sao? Uông Đồng hồi đáp, lần hành động này thất bại ta sẽ phụ trách, ta sẽ tìm ra Khương Lị giấu kín địa chỉ, đem giết chết, bảo đảm ngài có thể ngồi vững gia chủ vị trí. Đi thôi, Khương Tông Chí tương đương không nói. Đến khi Uông Đồng sau khi rời đi, Khương Tông Chí ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, buồn muốn chết. Lúc này đây hành động thất bại. Đó chính là đả thảo kinh xà. Một phần vạn bị Khương Lị biết là tự mình động thủ, kế tiếp phiền phức có thể to lắm, không đúng, phải nói Khương Lị chắc chắn biết là mình ra tay. Dù sao Văn Vân Chi mới vừa bị ép hại, Khương Lị đã bị ám sát. Quá xảo hợp rồi. Khương Tông Chí tức giận một cước đạp lăn giỏ rác, hùng hùng hổ hổ thực sự là ngày chó. Uông Đồng đi vào thang máy, đè xuống lầu 1. Hắn giờ phút này cũng là tâm phiền ý loạn, tốn thời gian cố sức bồi dưỡng một nhóm sát thủ thật không ngờ không còn dùng được, chính là phi thường ảnh hưởng hắn, danh dự cái này về sau ai còn dám dùng hắn. Mặt mũi này, nhất định phải đòi lại. Sử dụng đoàn côn xe máy nam, cùng sử dụng cung tên tráng hán. Kinh thành, từ lúc nào sinh ra hai cái này người lợi hại? Xem ra ta ly khai kinh thành quá lâu. Đối với kinh thành tình thế đều có chút nắm chặt không được, lúc này đây làm cho Khương Lị chạy trốn, ta quả thật có trách nhiệm a. Đang khi nói chuyện, thang máy dừng lại, đến lầu 1. Cửa thang máy mở ra. Đang ở Uông Đồng vừa mới bước ra thang máy thời điểm, trước mặt chứng kiến một nữ nhân vội vã chạy tới, không là người khác, chính là Văn Vân Chi. Văn Vân Chi đương nhiên cũng nhìn thấy Uông Đồng. Nàng một bà liền ngăn lại Uông Đồng, chất vấn. Khương Tông Chí cái kia cẩu vật tại cạnh trên A. Tốt, ta ngược lại muốn hỏi một chút, hắn làm sao ngay cả thân tỷ tỷ đều sát hại. Uông Đồng nhíu mày lại, nói rằng, Văn phu nhân ngài sợ là hiểu lầm, Khương Tổng hắn làm sao có thể sát hại tỷ tỷ của mình. Khương nữ sĩ bị người tập kích, tung tích không rõ, Khương Tổng đã ở sốt ruột, cái này không, mới vừa hạ mệnh lệnh để cho ta vô luận như thế nào cũng phải tìm được Khương nữ sĩ hạ lạc. Nếu như đối phương đòi tiền, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu trở về Khương nữ sĩ. Nói so với hát êm tai.
Văn Vân Chi lại không ngốc, nàng cười lạnh một tiếng nói rằng, Uông Đồng, người nghĩ rằng ta không biết. Người cùng Khương Tông Chí thông đồng một mạch, trước nói xấu ta, sau sát hại Khương Lị, các người chính là muốn đem quyền lực toàn bộ đều cướp đi. Nói cho người biết, không có cửa đâu. Uông Đồng nhún vai, Văn Phu Nhân, xin chú ý người tìm từ, người lại như thế nói bậy, ta là có thể cáo người phỉ báng, đừng quên ta nhưng là luật sư. A hát, được rồi, Văn Phu Nhân, người bây giờ đang bị khởi tố, ta khuyên người chính là không muốn vì không liên hệ nhau sự tình chạy lung tung, nhanh lên ngẫm lại xem, nếu như người muốn lau ra nhà, vậy sau này muốn thế nào sinh hoạt. Nói xong, Uông Đồng cười nhạt hai tiếng ly khai đại lâu. Văn Vân Chi tức giận toàn thân run, nàng hướng phía Uông Đồng hứ một ngụm, sau đó đi thang máy lên lầu, đi tìm Khương Tông Chí tính sổ. Văn Vân Chi bảo Tiêu Nguyên Dương đang ngồi ở trong nhà soát điện thoại di động. Mấy ngày này, hắn cái gì cũng không cần làm, sẽ chờ chỉ chứng Văn Vân Chi, triệt để bôi đen Văn Vân Chi, để cho nàng lau ra nhà. Đang ở hắn đùa bất diệt nhạc hồ thời điểm, trong lúc bất chợt, vang một tiếng bang. Gia môn bị người đụng phá, một đám người vọt vào. Nguyên Dương hách liễu nhất đại khiêu. Các ngươi là ai? Không đợi hắn đứng dậy, đám người kia liền đem Nguyên Dương cho cột vào ghế trên. Dẫn đầu nam tử, chính là Phi Kê. Hắn dùng tay nắm lấy Nguyên Dương tóc, vỗ vỗ mặt của hắn, nói rằng, sách sách sách, không hổ là Văn Vân Chi tiểu bạch kiểm, dáng dấp có thể a. Nguyên Dương nổi giận nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhanh buông ra ta cho người biết các ngươi, nếu như ta có một không hay xảy ra, Khương gia sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phi Kê nở nụ cười. Biết, ngươi cùng Văn Vân Chi cầu thả sự tình, toàn bộ kinh thành người đã biết, các ngươi quan hệ tốt như vậy, ta làm sao dám ra tay với ngươi rồi. Bất quá. Phi Kê lại vỗ vỗ Nguyên Dương mặt của, nói rằng, chúng ta chỉ vì cầu tài, không vì sát nhân. Nguyên Dương sợ đến nói rằng, các ngươi đòi tiền, có thể, các ngươi muốn bao nhiêu, ta cho các ngươi. Phi Kê nói một con số, 100 triệu. 100 triệu, Nguyên Dương suýt chút nữa không có ói ra, hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta thì em nào có 100 triệu a? Các ngươi nghèo đến điên rồi hay sao? Cấp cho một triệu lượng trăm vạn cũng cho qua, nào có muốn 100 triệu? Phi Kê nói rằng, ngươi không có một ức, thế nhưng Văn Vân chỉ có a. Nàng nhưng là Khương gia tam đại đương gia một trong tay nắm trong tay động vật rừng rậm, hàng năm trên 10 tỷ nhập chướng, chính là 100 triệu, căn bản cũng không gọi sự tình. Nguyên Dương quả thực hết chỗ nói rồi. Quả thực, 100 triệu đối với Văn Vân Chi mà nói căn bản không gọi sự tình, vấn đề là, Văn Vân Chi làm sao có thể vì Nguyên Dương hoa 100 triệu. Phi Kê đối với một gã thủ hạ nói rằng, đi cho Văn Vân Chi gọi điện thoại, liền nói cho nàng biết. Của nàng tiểu bạch kiểm ở trên tay của chúng ta, nhanh lên hướng ta chỉ định tài khoản tụ vào 100 triệu. Tiền vào tài khoản, ta liền phóng người, tiền không đến sổ sách, ta liền giết con tin. Nghe nói như thế, Nguyên Dương quả thực đều phải khóc. Hắn là bêu xấu Văn Vân Chi, kỳ thực cùng Văn Vân Chi trong lúc đó căn bản cũng không có bất luận cảm tình gì, thậm chí, Văn Vân Chi hận không thể Nguyên Dương chết mới tốt, như thế nào khả năng cứu mình. Nguyên Dương là thật nóng nảy. Đại ca ngươi hãy nghe ta nói, ta theo Văn Phu Nhân giữa cảm tình còn không có sâu như vậy, nàng sẽ không vì ta hoa 100 triệu, các ngươi hàng một điểm giá cả, được không? Phi Kê bạch liễu tha nhất nhãn, ngươi cho ta đây là chợ bán thức ăn, còn có thể trả giá sao? Nói xong, Phi Gà một gã thủ hạ liền chạy đi ra ngoài. Một lát sau, thủ hạ kia liền chạy tiến đến, vẻ mặt kinh ngạc nói, đại ca, tình huống không đúng tinh thần a, ta dựa theo ngươi vừa mới nói cùng Văn Vân Chi nói một lần, kết quả nàng để cho ta nhanh lên giết chết Nguyên Dương. A, Phi Kê sửng sốt một chút, có ý tứ, tiểu tình nhân so với 100 triệu còn trọng yếu hơn. Phi Kê tự lẩm bẩm, vậy đoán chừng là ta chào giá quá cao, ngươi liền cùng Văn Vân Chi nói, 50 triệu ta liền phóng người. Một bên Nguyên Dương nghe xong muốn khóc a. Đây căn bản cũng không phải là chuyện tiền, coi như một mao tiền không muốn, Văn Vân Chi cũng hận không thể Nguyên Dương lập tức đi chết, nếu như có thể mà nói, Văn Vân Chi cấp lại đều nguyện ý a. Vì vậy Nguyên Dương vội vàng nói, vị đại ca này, người hãy nghe ta nói,
các ngươi cùng Văn Vân Chi là muốn không đến tiền. Nếu không tới, Phi Kê móc ra dao găm để ở Nguyên Dương trên cổ của, ngày hôm nay nếu như lấy không được tiền, ta sẽ mạng của ngươi. Đừng, ai nha đại ca, ta có chuyện hảo hảo nói nha. Nói cái gì, Phi Kê trừng mắt Nguyên Dương, Văn Vân Chi không phải rất yêu ngươi sao? Đều với ngươi lên giường, làm sao 50 triệu cũng không muốn cầm. Ngày hôm nay ta còn cũng không tin. Sự tình đến trình độ này, vì bảo trụ mạng của mình, Nguyên Dương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn nói rằng, vị đại ca này, ta theo Văn Vân Chi căn bản là dám quan hệ không có, những tin tức kia a, ảnh chụp a, khởi tố a, đều là giả tạo mông nhân, ngươi cùng Văn Vân Chi đòi tiền, nàng chẳng những sẽ không cho ngươi tiền, ước gì ngươi giết ta. Ngươi nói, ngươi vì cầu tài, hà tất tìm nàng. Phi Kê sửng sốt một chút. Hắn phi thường bát quái hỏi, có ý tứ. Trên tin tức nói ngươi cùng Văn Vân Chi có một chân, là giả. Ân, lừa gạt ai đó, ảnh chụp ta đều thấy được. Ảnh chụp cũng là giả. Phi Kê dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương thực sự không có biện pháp, nói rằng, ta theo ngài nói, những hình kia chia làm hai loại. Một loại đúng là ta theo Văn Vân Chi, thân mật ảnh chụp. Nhưng nói là thân mật, kỳ thực chính là ta ở Văn Vân Chi không chú ý thời điểm cố ý làm ra một điểm động tác thân mật, sau đó khiến người ta chụp lén, chụp hình, Văn Vân Chi chính mình cũng không biết. Phi Kê lại hỏi, na lên giường ảnh chụp đâu? Nguyên Dương giải thích, vậy hãy cùng đơn giản, chúng ta tìm được một cái cùng Văn Vân Chi dáng dấp rất tương tự nữ nhân, cho nàng 2 triệu. Thừa dịp Văn Vân Chi không ở nhà thời điểm, nữ nhân kia liền len lén đi vào, mặc vào Văn Vân Chi y phục, ta liền cùng nàng ở trên giường làm bộ làm tịch một phen, phách điểm ảnh chụp, video. Văn Vân Chi chính cô ta đều bị mông tại cổ lý, vẫn không rõ là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên a, đại ca, ta theo Văn Vân Chi bản thân kỳ thực cũng không có bất kỳ cảm tình gì, người muốn dùng ta tới uy hiếp nàng, đây không phải là uổng phí tâm cơ sao? Phi Kê gật đầu, các ngươi thật đúng là chế nhạo a. Nguyên Dương cười gian nói, đều là Khương Tông Chí cùng Uông Đồng Na hai hàng chủ ý, là bọn hắn tổn hại, ta chính là thu tiền thay người làm việc. Phi Kê cười cười, tự tay mở cửa. Lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa đi đến, mắt sáng như đuốc. Nguyên Dương liếc mắt một cái liền nhận ra tên nam tử này, kinh ngạc không thôi, ngươi. Ngươi không phải Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Sách sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Sách băng lãnh nói rằng, ta không ở nơi này, làm sao có thể nghe được chân tướng của chuyện? Nguyên Dương ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Giang Sách, nhìn nhìn lại Phi Kê đám người, trong nháy mắt liền hiểu, cảm tình mình bị lừa. Giang Sách, Phi Kê bọn họ làm cái bộ nhi, đem Nguyên Dương đích thực nói toàn bộ đều bộ đi ra. Nguyên Dương lăng lăng nhìn Giang Sách. Tuy là đã kịp phản ứng, nhưng nói toàn bộ đều nói ra, ước đoán cũng đã bị đối phương ghi âm rồi, còn muốn lật lọng cũng là vô dụng. Chỉ là hắn không rõ, Giang Sách không phải cùng Văn Vân Chi có thâm cửu đại hận sao? Tại sao còn muốn xuất thủ tương trợ? Giang Đồng, ngài quên trước Văn Vân Chi là thế nào hãm hại của ngươi sao? Hà tất trợ giúp như vậy một cái tiện nữ nhân? Chỉ cần ngài thả ta, ta liền cùng Khương gia chủ nói tốt. Làm cho ngài cùng Khương gia đạt thành mới hợp tác, như thế nào? Giang Sách mặt không thay đổi nói rằng, cái kia lớn lên giống Văn Vân Chi nữ nhân, ở đâu? Căn bản không để ý. Đối với Nguyên Dương, hảo ý, Giang Sách cũng không quan tâm, chỉ hỏi nữ nhân kia ở đâu. Nguyên Dương còn muốn khuyên bảo Giang Sách, có thể vừa nhìn thấy Giang Sách na lãnh nhược băng xương nhãn thần, lời đến khóe miệng đã bị dọa trở về. Hắn chiến chiến nguy nguy nói rằng, nữ nhân kia gọi Hoa Kiều Nương, giấu ở Uông Đồng trong nhà. Có thể. Đạt được những lời này, là được rồi. Giang Sách xoay người rời đi. Nguyên Dương nuốt nước miếng một cái, hỏi Phi Kê, đại ca, bây giờ có thể thả ta đi à? Thả ngươi đi, Phi Kê nở nụ cười, hắn đặt mông ngồi xuống, ngươi vu hãm người khác, đây là phạm tội, ta làm một danh vốn có chính nghĩa cảm tốt thị dân. Làm sao có thể thả ngươi đi? Nguyên Dương đều phải khóc, đại ca, ngài đến cùng còn muốn ta xong rồi cái gì nha? Không cần làm cái gì, thành thật đợi, có lời gì phải đi bót cảnh sát từ từ nói. Phi Kê đốt điếu thuốc, tại chỗ đợi Giang Sách mệnh lệnh.
Trên bầu trời mây đen vẫn là rất nhiều, nước mưa thỉnh thoảng hạ xuống. Giang Sách mang người đi tới Uông Đồng trong nhà, trực tiếp phá cửa mà vào, tại hắn trong nhà quả nhiên gặp được một nữ nhân hoa kiều nương. Đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Giang Sách cũng lấy làm kinh hãi. Cái này hoa kiều nương dáng dấp cùng Văn Vân Chi thật sự là quá giống, nếu như nàng mặc thêm vào Văn Vân Chi y phục, vậy căn bản liền không phân biệt được ai là thực sự ai là giả. Quả thực cùng chân giả Mỹ Hầu Vương giống nhau. Hoa kiều nương chứng kiến một nhóm lớn người xông vào, sợ đến tựa ở góc nhà, chiến chiến căng căng hỏi, các ngươi. Đều là người nào? Giang Sách từ tốn nói, hoa kiều nương, người đã bại lộ, vu hãm Văn Vân Chi, theo chúng ta đi xem đi bót cảnh sát a. Đi bót cảnh sát, ta không đi, hoa kiều nương hướng về phía bên ngoài hô to, Uông Đồng, cứu ta a. Vô dụng. Uông Đồng lưu lại mấy tên thủ hạ kia sớm đã bị Giang Sách giải quyết rớt. Lập tức có người đi tới bấm hoa kiều nương, đem nàng khảo ở. Giang Đồng, chúng ta bây giờ phải đi bót cảnh sát sao? Không vội, chúng ta bây giờ cắm sào chờ nước, các loại cuối cùng một con lớn thỏ bắt được lại nói. Cuối cùng một con lớn thỏ Uông Đồng, lúc này đang ở trên đường trở về. Khương Châu tập đoàn, tầng chót, chủ tịch phòng làm việc. Văn Vân Chi trực tiếp liền xông vào, đi lên liền chỉ Khương Tông Chí mũi mắng, Khương Tông Chí, ngươi thật là ác độc tâm a, thậm chí ngay cả chị ruột của ngươi đều giết. Khương Tông Chí vừa nhìn thấy nàng liền khí không đánh vừa ra tới, ngươi một cái phong bà tử nói cái gì đó. Tỷ tỷ của ta gặp chuyện không may, ta cũng không muốn, sao có thể tính là đến trên đầu ta. Ta bây giờ còn đang tìm nàng rồi, đoán chừng là Đàm gia người ra tay. Ta nhổ vào. Văn Vân Chi nói rằng, dám làm không dám nhận thức, còn nói là Đàm gia ra tay, Khương Tông Chí, ngươi làm sao như thế kinh sợ. Khương Tông Chí cũng không trả lời, trực tiếp đi ra. Văn Vân Chi đuổi theo, kéo lại Khương Tông Chí, hai người bốn mắt nhìn nhau. Từ từ, ở Văn Vân Chi trong hốc mắt dĩ nhiên chứng kiến có nước mắt đang đánh chuyển, ủy khuất của nàng, tình cảm của nàng vào giờ khắc này đổ xuống mà ra. Nhiều năm phu thê. Thực sự một điểm tình cảm cũng không nói sao. Sau một lát, Văn Vân Chi nói rằng, Tông Chí, ngươi trước đây không phải như thế. Năm đó ngươi hăng hái, dám làm dám chịu, cũng chính là như vậy ta mới có thể vứt bỏ trượng phu cùng con trai, tuyển trẻ cao bay xa chạy với ngươi. Sao bây giờ ngươi trở nên như vậy giả dối cùng đáng ghê tởm? Ngươi, đến tột cùng đối với ta còn có bất luận cái gì một chút xíu cảm tình sao? Cái này ngây thơ nữ nhân, vẫn còn ở ước mơ hay là ái tình. Nàng còn hy vọng có thể trở lại lúc ban đầu, trở lại trước đây mới vừa cùng Khương Tông Chí ở chung với nhau thời điểm, đáng tiếc, đây là không có thể sự tình. Khương Tông Chí đẩy ra nàng, cười lạnh nói cảm tình. Uy, ta đến cùng nên ngươi ngây thơ được rồi, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Nhiều như vậy nữ nhân ở chung với ta. Cũng chỉ có người Văn Vân Chi sẽ nói ra cảm tình, hai chữ. Tất cả mọi người chỉ là vui đùa một chút nha, ta nhìn chúng là mỹ sắc, nữ nhân nhìn chúng là của ta tiền, đại gia lẫn nhau lấy cần, có cái gì không tốt. Ngươi không nên đàm luận cảm tình, đây không phải là rất quá đáng sao. Văn Vân Chi, so với việc những nữ nhân khác ngươi đã rất may mắn, lại có thể đạt được cha ta tán thành, còn phân đi một phần ba quyền lực. Vững vàng nắm trong tay, động vật rừng rậm. Ngươi vẫn không biết sao. Nói cái gì cảm tình, quả thực có bệnh. Được rồi, ta cũng không muốn với ngươi lời nói nhảm, ngươi nhanh lên cút cho ta a. Ta đã khởi tố ngươi, các loại bản án xuống tới, ngươi sẽ chờ lau ra nhà a. Bất quá xem ở nhiều năm như vậy phu thê phương diện tình cảm, ta sẽ cho ngươi một khoản phụ cấp thôi việc, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi, cút đi. Tương đương tuyệt tình. Hơn 20 năm phu thê, Khương Tông Chí đối với Văn Vân Chi một chút xíu cảm tình cũng không có, có chỉ là vui đùa một chút. Năm đó Văn Vân Chi tuổi còn trẻ mạo mỹ, hiện tại hoa tàn ít bướm. Người thay đổi lão liễu, lấy được cũng bất đồng rồi. Văn Vân Chi gật đầu, nói rằng, tốt, ta hiểu được, ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, cư nhiên sẽ cùng loại người như người bạch nhãn lang cùng một chỗ. Nàng khóc ly khai phòng làm việc. Bi thương trong tâm khảm chết, bây giờ Văn Vân Chi, đã đối với chút tình cảm này đã không có bất luận cái gì ký thác. Nhìn Văn Vân Chi sau khi rời khỏi,
Khương Tông Chí hứ một ngụm. Đều hơn 10 tuổi người, còn nói cái gì cảm tình. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, vừa già lại xấu, ta nhổ vào. Đang nói, hắn nhận được đến từ Mã Giao Kỳ điện thoại của. Uy, Kỳ Kỳ A, làm sao rồi? Khương đại gia chủ, ngài là không phải đều đem ta quên nha. Trở về kinh thành sau đó một chiếc điện thoại cũng không có đánh tới. Khương Tông Chí nở nụ cười, ta đây không phải bận rộn không? Ngươi nên cũng chứng kiến tin tức a, đủ mây Mỹ đã bị ta khởi tố rồi, Khương Lô Ly cũng sống chết không rõ. Rất nhanh, Khương gia chính là ta một người định đoạt. Đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi vào Khương gia, cho ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Thật vậy chăng, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi lạp, hôn nhẹ, ta tốt gia chủ. Ân ở đâu? Một phen chán ghét ngữ sau đó, Khương Tông Chí nạo sạch điện thoại, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Lại là một cái ngu xuẩn, hắn điểm điếu xì gà, bên quất vừa nói, đám này nữ nhân đúng là hết chữa, đã muốn tiền của ta, lại muốn người của ta, ha ha, trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn đi cửa sổ lớn nhà trước, nhìn trên bầu trời trời u ám, nói rằng, mảnh này thiên, đã bị ta một tay trưởng khống. Văn Vân Chi, Khương Lô Ly, các ngươi đều mơ tưởng chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.